Tranh bá thiên hạ chương 51, trí giả trong mắt người Bắc Liêu. Phương giải và đại khuyển giấu mình trong bụi cỏ, nhìn trộm con đường nhỏ cách đó không xa. Bởi vì bộ quần áo màu đỏ trên người một tiểu yêu quá gây sự chú ý, cho nên nàng lưu lại ở một chỗ bí mật trong cỏ lau. Từ lúc một tiểu yêu cảm giác được có không ít người đang tới, Phương Giải và Đại Khuyển đã tìm sẵn một chỗ thích hợp để nấp. Bọn họ có đầy đủ thời gian. Vốn tưởng là tình nha của Đại Tùy. Nhưng lúc tới gần, Phương Giải Nhịn không được kinh ngạc, thấp giọng nói một câu. Sao lại là bọn họ? Trên con đường nhỏ cách đó không xa, mười mấy nam tử cường tráng tụ tập thấp giọng trò chuyện với nhau. Có mấy người thì đứng bốn phía canh phòng. Những người còn lại thì tìm một chỗ sạch sẽ để nghỉ ngơi. Mà người trẻ tuổi ngồi ở giữa lại là người quen của Phương Giải. Trường Bào, Mã Quái, ủng Gia, Khóa Loan Đao. Phía trước tráng tạo bóng loáng, Tóc phía sau được búi lại. Người Bắc Liêu. Đại quyển cũng lắp bắp kinh hải, vô ý thức nhìn về phía Phương Giải. Người quen bọn họ. Phương Giải chỉ người Bắc Liêu trẻ tuổi ngồi ở giữa. Lúc ở Phan Cố từng gặp mặt người đó một lần. Hắn dẫn theo 500 con chiến mã vào thành buôn bán. Tên hình như là Hoàng Nhan Ly yêu gì đó. Tuy nhiên hắn giả vờ làm dân chăn nuôi bình thường. Nhưng lúc trước ta nhìn ra được người này chắc chắn có địa vị không hề thấp ở Bắc Liêu. Ngươi xem, những người Bắc Liêu kia coi hắn là trung tâm. Tất cả phòng ngự được bố trí đều vì bảo vệ hắn. Phương giải trầm ngâm một lúc, lại nói. Nhanh như vậy liền từ đế đô quay về, chẳng lẽ bọn họ bị hoàng đế đại tùy cự tuyệt. Không rõ ngươi đang nói cái gì. Đại quyển hít hà một cái, nói. Những người này chắc không phải nhằm vào chúng ta. Trên người bọn họ không có sát khí. Nhưng nếu tiểu yêu đã nói trong bọn họ có cao thủ, thì chúng ta không thể không cẩn thận một chút. Phương giải cười cười, chỉ tay về chiến mã của người Bắc Liêu. Nếu có thể nghĩ biện pháp trộm ba con ngựa của bọn họ thì tốt. Đương nhiên, nếu như có thể trộm được cổ xe ngựa của bọn họ thì càng tốt hơn. Ồ! Phương giải vừa mới nói xong, liền không nhịn được ồ một tiếng. Bởi vì hắn trông thấy trong đám người Bắc Liêu kia lại có một nữ tử nữ tử đó mặc trang phục như nam nhân Bắc Liêu, lúc bỏ cái mũ xuống lộ ra bộ tóc dài, cái búi tóc sau óc là tóc giả. bởi vì cách hơi xa, nên không nhìn rõ dung mạo của nàng. nhưng khẳng định là nàng ta đã dịch dung qua. khuôn mặt dùng cái gì đó vẽ loạn lên, cho nên thoạt nhìn màu da hơi đen. Phương giải biết, nữ tử của Bắc Liêu cơ hồ đều trắng như tuyết, hơn nữa dung mạo cực kỳ kiều mị. có gì ngạc nhiên? Đại Quyển thấp giọng nói. Nếu đúng như lời ngươi suy đoán, nam tử Bắc Liêu kia là một nhân vật lớn. Thì mang theo một nha hoàng hầu hạ cũng không có gì lạ. Các quý tộc ấy à, không phải đều chú ý tới hàng đêm có mỹ nữ bên cạnh ấm chăn hay sao? Hai người bọn họ xì xào bàn tán trong bụi cỏ. Những người Bắc Liêu nghỉ ngơi trên đường nhỏ kia cũng đang xì xào bàn tán. Nữ tử rõ ràng đã dịch dung qua đứng lên ngồi xuống bên cạnh hoàng nhan ly yêu. Kiểu ngồi rõ ràng là của nữ tính hai đùi kẹp lại, đầu gối không hạ quá thấp. Nếu một nam nhân mà ngồi kiểu đó, chỉ sẽ sợ bị người ta chê cười. Bởi vì khuôn mặt bị vẽ loạn lên, nên nhìn không ra dung mạo thật của nàng. Chính vì vậy, mà kiểu tóc theo kiểu nữ tính cùng với khuôn mặt đen kia, trông thế nào cũng thấy buồn cười. Nhìn mặt của nàng, đáng ra thân thể không mập mới đúng. Hiện tại thân hình có vẻ khôi ngô cường tráng, bả vai cũng rất rộng nhất định là đã lót không ít thứ gì đó ở trong quần áo. Nàng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, cầm túi nước uống một ngụm, sau đó nhìn Hoàng Nhan Ly Yêu, hỏi. Ca ca, rốt cuộc Hoàng đế đại tùy có ý gì? Chúng ta cứ như vậy không minh bạch trở về. Nếu phụ hãng hỏi, chúng ta trả lời như thế nào? Mặc dù lần này so với các lần trước, đã có đại nhân vật tiếp kiến ca ca. Nhưng cuối cùng vẫn không đâu vào đâu. Bảo chúng ta nên chuẩn bị như thế nào? Người Trung Nguyên đáng ghét nhất là ở điểm đó, thật không thống khoái gì. Một nam tử tục tằng để râu quai nón đứng cách đó không xa, có chút bất mãn nói. Chúng ta thành tâm thực lòng đầu nhập vào Đại Tùy, nguyện ý làm con dân của Hoàng đế Đại Tùy. Vậy mà bọn họ lại bưng cái đế, không cho ra đáp án. Chẳng lẽ còn sợ chúng ta tiết lộ việc này ra ngoài? Phải biết rằng người Bắc Liêu chúng ta phải chịu phong hiểm còn lớn hơn người Tùy bọn họ rất nhiều. Khoác đài cũng không thể nói như vậy. Vương tử Bắc Liêu Hoàng Nhan Trọng Đức, dùng tên giả là Hoàng Nhan Ly Yêu, khoát tay nói. Người tùy lo lắng vậy cũng có lý của bọn họ. Mặc kệ là tính toán tiếp nhận hay không tiếp nhận Bắc Liêu chúng ta, đại tùy sẽ không thể hiện thái độ ra bên ngoài. Một khí tin tức này mà bị lộ ra, đại tùy và mông nguyên tất sẽ có một trận chiến tranh. Mông ca cũng tốt, hoàng đế đại tùy cũng thế, bọn họ là hoàng đế của một cường quốc, cho nên rất coi trọng mặt mũi của mình. Nếu quả thật muốn khai chiến, bọn họ cũng sẽ không cho phép binh lính của mình thất bại. Người Trung Nguyên sống thật mệt mỏi. Khoác đài không ngừng vung roi ngựa quật vào đám cỏ dại. Cái kiểu chim tiền cố hậu như vậy thì có thể làm nên chuyện lớn gì? Nếu đổi là ta, đã sớm phái đại quân liên thủ với thiết kỵ của Bắc Liêu chúng ta đấu một trận. Mãn đô kỳ mà mông nguyên bố trí ở biên giới đại tùy có số lượng bất quá chỉ 10 vạn kỵ binh mà thôi. Nếu thực sự đánh nhau, Ba vạn hàng kỵ của Bắc Liêu chúng ta cũng có thể tàn sát bọn chúng, căn bản không cần đại tùy xuất binh. Hoàng Nhan Trọng Đức lắc đầu. Hiện tại ta có một suy đoán, nếu quả thật là như vậy thì khi chúng ta về trở về phải khuyên nhủ phụ hãng chuẩn bị sẵn cho chiến tranh. Tuy nhiên vị lễ bộ thượng thư Hoài Thu công của đại tùy kia trước khi đi lại giả vờ hồ đồ. Làm cho ta đoán không ra rốt cuộc bọn họ tính toán như thế nào. Suy đoán gì? Nữ tử Bắc Liêu hỏi, là không đợi Hoàng Nhan Trọng Đức nói chuyện, bỗng một võ sĩ Bắc Liêu có nhiệm vụ bảo vệ la lớn. Người nào? Hoàng Nhan Trọng Đức và nữ tử Bắc Liêu kia liền vội vàng đứng lên nhìn sang hướng đó. Chỉ thấy một thiếu niên toàn thân ướt sũng mỉm cười đi tới. Hoàng Nhan Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thiếu niên kia chắp tay, mỉm cười gọi một tiếng Phương Đại Nhân. Lúc Hoàng Nhan Trọng Đức nhận ra Phương Giải, nhìn không được kinh ngạc tới há hốc miệng. Hắn thực sự không ngờ lại gặp được vị thiếu niên mà lúc ở Phan Cố đã gây ấn tượng mạnh cho hắn ở chỗ này. Dù hắn biết thiếu niên kia chỉ là một đội phó biên quân. Nhưng trí tuệ của người thiếu niên khiến hắn rất kính nể. Lúc ấy ở trong địa lao của Phan Cố, thiếu niên này liền nói rằng mình tới đế đô nhất định sẽ được một vị quan rất lớn đón tiếp. Lúc ấy Hoàng Nhan Trọng Đức còn chưa tin. Nhưng sau khi tới đế đô, quả nhiên là lễ bộ thượng thư đại nhân đích thân gặp hắn hắn không tin vào bói toán, cho nên hắn càng tin rằng người thiếu niên này cực kỳ thông minh. Người như vậy, ở Bắc Liêu được gọi là trí giả. Mà trí giả, ở Bắc Liêu rất được tôn kính. Đừng gọi ta là đại nhân, ta chỉ là một biên quân tiểu tốt của đại tùy mà thôi. Phương giải mỉm cười đi tới, căn bản không để ý tới những võ sĩ Bắc Liêu đã đặt tay ở chui đao. Cử động bình tĩnh này của hắn đã gây sự chú ý cho nữ tử Bắc Liêu. Lúc Phương Giải vừa mới xuất hiện, nàng đã nhanh chóng đội mũ vào búi tóc lại rủ ra phía sau không nhìn thấy sơ hở gì phương giải chỉ nhìn khẽ qua nữ tử kia mà thôi không dừng lại lâu nhưng đôi mắt to sáng ngời của nữ tử này vẫn để lại ấn tượng sâu trong lòng hắn ánh mắt của nàng lớn mà lại sáng ngời như nước thoạt nhìn cực kỳ hấp dẫn chỉ là không biết dùng cái gì để cải trang nên không nhìn ra màu da vốn có đôi mắt đẹp của nữ tử kia dừng ở trên người phương giải lộ ra vẻ hiếu kỳ. Phương Giải vừa đi vừa cười nói. Nếu Hoàng Nhan Huynh không ngại, có thể gọi ta một tiếng lão đệ. Hoàng Nhan Trọng Đức bước nhanh tới nghênh đón, vừa đi vừa cười nói. Ngươi là vị trí giả mà ta tôn kính nhất từ khi bước chân vào đại tùy. Có thể xưng huynh gọi đệ với ngươi là vinh quang của ta. Từ lúc từ biệt ở Phan Cố, ta thường xuyên nhớ tới ngươi. Luôn tiếc núi không còn cơ hội gặp mặt có lẽ trường sinh thiên đã nghe được lời cầu nguyện của ta nên đã bố trí phương huynh để tới gặp ta đối với cách nói chuyện này của người bắc liêu phương giải cũng không xa lạ gì hắn vừa cười vừa nói đúng vậy a à, trường sinh thiên gửi cho ta một giấc mơ nói rằng hoàng Nhanh huynh nhớ ta cho nên ta không ngại ngàng dặm xa xôi chạy tới đây chờ ngươi ha hả hoàng nhan trọng đức không nhịn được bật cười không hề câu thúc kéo tay phương giải về chỗ ngồi vừa đi vừa giới thiệu cho đám thủ hạ đây là huynh đệ tốt mà ta quen được ở phan cố chính là hắn nói cho ta biết lần này tới đại tùy sẽ có đại quan tiếp kiến bái kiến phương trí giả đám người khoác đài không dám chậm trễ liền đặt ngang cánh tay ở trước ngực sau đó cúi người hành lễ phương giải vội vàng khoác tay nói ta đâu phải là trí giả gì hoàng nhan huynh khen trật rồi à mà ta tưởng mọi người tới đế đô chứ Sao lại gặp mọi người ở đây? Hoàng Nhan Trọng Đức khoát tay, những võ sĩ Bắc Liêu kia lập tức rời đi. Hắn kéo tay Phương Giải ngồi xuống một tảng đá bên đường, kể lại chuyện trải qua ở đế đô. "Phương huynh đệ, ngươi không phải là người ngoài, là bằng hữu của Bắc Liêu chúng tôi. Cho nên ta không có ý lừa gạt ngươi. Xem ra lần này chúng tôi phải mang theo thất vọng trở về Thập Vạn Đại Sơn Bắc Liêu rồi." Cô phụ sự phó thác của phụ hãng, trong lòng ta rất khổ sở. Phương giải khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi hỏi. Sao vậy, triều đình chỉ đưa các vị đi chơi đâu đó rồi tiễn biệt à? Lần này không giống. Hoàng Nhan Trọng Đức nói lại những lời của lễ bộ thượng thư hoài thu công, hắn do dự một lát, mới nói. Phương huynh đệ, ngươi là người trí tuệ nhất mà ta từng thấy. Ta coi ngươi như huynh đệ của mình. Người Bắc Liêu cũng chân thành coi ngươi là bằng hữu. Mời Phương huynh đệ suy nghĩ giúp ta, Lần này Triều đình đại tùy các ngươi rốt cuộc tính toán như thế nào? Trong lòng Phương Giải tự nhủ, những người Bắc Liêu này quả nhiên là khờ khạo. Chỉ gặp mặt có hai lần đã kể hết chuyện quan trọng như vậy. Tuy nhiên hắn lại yêu mến tính tình thẳng thắn của bọn họ. Nói chuyện với những người như vậy đỡ mệt hơn rất nhiều. Hắn nghĩ lại những điều Hoàng Nhan trọng đức vừa kể, sau đó lắc đầu nói, "Lần này khẳng định không giống với những lần trước." bằng không lễ bộ thượng thư đại nhân đã không đích thân gặp các vị rồi hơn nữa thực ra ngay từ lúc đầu hoàng nhan huynh không cần phải nghi hoặc huynh nên nghĩ vì sao lần này thái độ của triều đình lại khác với lúc trước khác chỗ nào hoàng nhan trọng đức vô ý thức hỏi phương giải khẽ cười nói huynh ngẫm lại mà xem trước kia đại hãn bắc liêu phái sứ giả tới ý kiến hoàng đế đại tùy mỗi lần nhắc tới việc bắc liêu muốn phụ thuộc vào đại tùy quan viên lễ bộ trả lời như thế nào bọn họ một mực trốn tránh, nếu hỏi nhiều quá, bọn họ liền trực tiếp từ chối. Còn gì nữa không? Còn tặng không ít quà. Lần này có tặng quà cho các vị không? Hoàng Nhan Trọng Đức lắc đầu. Không có. Đừng nói là đồ sứ và lá trà như lần trước. Lúc rời khỏi đế đô, cũng không có quan viên nào của đại tùy đưa tiễn. Ta định cầu kiến hoài thu công đại nhân rồi mới đi, nhưng không có người nào trả lời ta thật giống như chúng tôi biến thành những người không được chào đón vậy. Phương giải đứng lên, vỗ vai Hoàng Nhan Trọng Đức, chăm chú nói. Trở về nói với khả hãng Bắc Liêu, bảo ngài ấy lệnh cho các dũng sĩ Bắc Liêu chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ chiến tranh sắp tới. Hoàng Nhan Trọng Đức ngạc nhiên. Sao Phương Huynh Đệ khẳng định như vậy? Ca sứ giả đại nhân, đại nhân nên tin lời của trí giả. Nữ tử Bắc Liêu giả nam trang một mực ngồi yên tĩnh kia nén giận nói với Hoàng Nhan Trọng Đức một câu. Có lẽ vì suýt nữa nói sai, nên khuôn mặt đen lộ ra một tia đỏ ửng. Hoàng Nhan Trọng Đức khẽ giật mình, lập tức vội vàng hướng Phương Giải xin lỗi. Phương Giải do dự một chút nói ra. Không cần cảm ơn ta thực ra, ta tới tìm Hoàng Nhan Huynh là có việc cầu giúp đỡ. Hiện tại ta gặp phải chút việc khó khăn, không biết Hoàng Nhan Huynh có chịu giúp một tay không? Đương nhiên, không đợi hoàng nhan trọng đức nói chuyện nàng kia đã gật đầu mạnh nói xen vào một câu vô ý thức này vừa nói ra nàng lập tức tỉnh ngộ khuôn mặt càng đỏ hơn phương giải nhìn hoàng nhan trọng đức do dự một lát vẫn không nhịn được hỏi ra sự hiếu kỳ trong lòng hắn chỉ vào trán của mình sau đó không yên hỏi hoàng nhan huynh nam tử của tộc bắc liêu các huynh sao phải để tóc kiểu tóc như vậy có lẽ chính hắn cũng cảm thấy câu hỏi này của mình rất không lễ phép cho nên cười xấu hổ Hoàng Nhan trọng đức lại không thèm để ý, hắn vuốt vuốt phần trán bóng loáng của mình, đáp. Đây là cách thức mà nam nhân Bắc Liêu chúng tôi thể hiện ra dũng khí và nghị lực của mình. Ta từng nói qua với Phương Huynh đệ rằng, thập vạn đại sơn của Bắc Liêu là nơi lạnh giá, cằn cổ nhất của thiên hạ. Mà tổ tiên của Bắc Liêu chúng tôi vì biểu hiện ra sự không sợ hãi với giá rét, đã cạo trọc phần tóc phía trước. Hắn khẽ cười nói. Còn có một nguyên nhân phần tóc phía trước quá dài sẽ che mất tầm mắt đất đai ở Bắc Liêu vì quá cằn cỗi mà không thể trồng trọt. Cho nên muốn tồn tại, chúng tôi chỉ có thể không ngừng săn bắn ở thập vạn Đại Sơn. Tóc quá dài sẽ ảnh hưởng tới sự chính xác khi bắn tên. Để như vậy gọn gàng hơn. Phương giải gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng tự nhủ, dân tộc ở kiếp trước của mình lẽ nào cũng vì nguyên nhân đó mà để kiểu tóc như vậy. Phương huynh đệ, rốt cuộc ngươi gặp phải phiền toái gì vậy? Hoàng Nhan Trọng Đức tò mò hỏi. Phương giải thở dài nói. Thực không dám giấu giếm. Ta là thí sinh được đề cử tham gia cuộc thi diễn vũ viện năm nay. Nhưng nửa đường gặp phải cừu nhân, cho nên đoạn đường này một mực không an toàn. Cơ hồ mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ bị phục kích. Ta chỉ sợ nếu tiếp tục như vậy, còn chưa tới đế đô đã bị cừu nhân kia giết chết rồi. Cho nên ta muốn nhờ Hoàng Nhan Huynh tặng ta ba con ngựa tốt. Như vậy ta có thể thoát khỏi sự đeo bám của đám cừu nhân kia cừu nhân ở chỗ nào mà to gan lớn mật như vậy? Hoàng Nhan Trọng Đức kinh ngạc nói. Trong cảnh nội của Đại Tùy, luật pháp được ban hành rất nghiêm ngặt, quan phủ sao có thể cho kẻ gian lộng hành như vậy? Hơn nữa, Phương Huynh Đệ còn là thí sinh của diễn vũ viện, thân phận sao mà đặc biệt? Chỉ cần tới quan phủ gần đây nói một tiếng, quan phủ tất sẽ phái người bảo vệ Phương Huynh Đệ. Phương giải thở dài. Những người kia đều là cao thủ đi không thấy hình, đến không thấy bóng cho dù quan phủ có phái người bảo vệ ta bất quá chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi đây là chuyện riêng của ta sao có thể khiến cho người khác vì bảo vệ ta mà mất đi tính mạng ta làm không được chuyện như vậy nên tốt nhất là bản thân cẩn thận hơn nếu hoàng nhan huynh có chỗ khó xử thì hôm nay coi như chưa gặp hắn đứng dậy ông quyền nói hẹn sau này gặp lại hoàng nhan trọng đức vẫn chưa nói gì nữ tử bắc liêu kia đã lập tức nói phương trí giả không cần khách khí như vậy. Người Bắc Liêu chúng tôi coi trọng nhất là ân nghĩa, cũng rất coi trọng tình bằng hữu. Lúc ở Phan Cố, phương trí giả từng cứu sứ giả đại nhân của chúng tôi. Như vậy là đã có ân tình với người Bắc Liêu. Chúng tôi sao có thể tiếc mấy con ngựa để báo đáp ân tình? Nàng mỉm cười nói. Huống chi, người Bắc Liêu chúng tôi không thiếu nhất chính là ngựa tốt. Hoàng Nhan Trọng Đức há to miệng, nhưng không nói gì hắn lặng lẽ trừng nàng kia, vội vàng phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy, Phương Huynh đệ quá khách khí rồi. Không phải là ba con ngựa sao, tùy Phương Huynh đệ chọn, chọn chúng thì liền thuộc về Phương Huynh đệ. Phương Giải đang đợi chính là mấy lời này của hắn, ở đâu còn khách khí. Hắn quay người vẫy vẫy ta, y đại khuyển và một tiểu yêu lập tức chui ra từ đám cỏ lau. Phương Giải ôm quyền, thi lễ thật sâu với Hoàng Nhan Trọng Đức. Ân cứu mạng hôm nay, ngày sau phương mổ nhất định sẽ báo đáp. Hoàng Nhan Huynh, sau này nếu lại tới đại tùy, chỉ cần phương mổ không chết, có chuyện gì khó xử có thể tùy lúc tới tìm phương mổ. Hắn cũng không kén cá chọn canh, mà tùy ý dắt một con ngựa. Hoàng Nhan Huynh, còn có một việc Huynh nên nhớ kỹ. Sau khi trở về thập vạn Đại Sơn, tất cả binh mã không nên điều động quá mức lộ liễu. Các vị tới đại tùy, chỉ sợ đã bị người mông nguyên chú ý từ sớm nếu không chút cẩn thận sẽ bị người mông nguyên phát hiện mặc dù đại tùy nguyện ý xuất binh hỗ trợ nhưng ngàn dặm xa xôi đợi binh mã của đại tùy tới thì bộ tộc của các vị chỉ sợ đã gặp phải tai họa ngập trời rồi nhưng khả hãng bắc liêu các vị có thể đích thân viết một bức thư phái người đưa tới kim trướng của mông nguyên đừng nói mấy lời thuần phục gì đó chỉ cần nói người mông nguyên sưu cao thuế nặng người bắc liêu không chịu nổi mong đại hãng mông ca của đế quốc mông nguyên giảm bớt thuế má Hoàng Nhan Trọng Đức kinh ngạc nói. Ghi như vậy, chẳng phải là nói cho mông ca rằng, chúng tôi muốn phản mông nguyên sao? Sẽ không? Phương Giải cười nhạt một tiếng. Hoàng Nhan Huynh cứ làm theo lời ta vừa nói là được. Chỉ cần mông ca không bị ván cửa đập vào đầu trở nên ngu ngốc, tuyệt sẽ không nghi ngờ. Ngược lại còn giảm bớt đề phòng với người Bắc liêu các vị. Giờ đây đại khuyển và một tiểu yêu cũng đã dắt theo ngựa của mình, đều ôm quyền tạ ơn Hoàng Nhan Trọng Đức rồi đi tới cạnh phương giải. Nữ tử Bắc Liêu kia nhìn phương giải, đôi mắt đẹp hiện lên thần thái khác. Nàng chưa từng thấy sự tự tin, lạnh nhạt như vậy trên người nam tử tộc Bắc Liêu. Dù hắn không nói nhiều lắm, nhưng phong thái như đã tính trước của hắn, khiến cho tim nàng đập nhanh hơn. Tộc Bắc Liêu chưa từng thiếu dũng sĩ. Nhưng còn trẻ mà cơ trí như vậy, thực sự không tìm thấy một người. Thuở nhỏ nàng đã đi theo khả hãng Bắc Liêu Hoàng Nhan dũng xử lý chính vụ trong tộc. Tự nhiên biết trí tuệ quan trọng như thế nào với một người nam nhân. Ở trong mắt nàng, phong thái của thiếu niên này thậm chí có thể so sánh với Thủy Nguyệt tiên sinh ở trong tộc. Dù thiếu niên toàn thân ước sủng này nhìn có chút chật vật. Đa Tạ Phương huynh đệ chỉ điểm. Hoàng Nhan trọng đức ôn quyền, còn định nói thêm, đã thấy Phương giải thúc ngựa mà đi. Hắn nhìn bóng lưng của ba người, Nhìn không được thở dài, quay đầu nhìn nữ tử Bắc Liêu, quở trách nói. Tinh nhi, lần sau không cho phép hành động tự tiện như vậy. Ta và hắn gặp mặt không quá hai lần, nếu như giúp hắn mà chọc phải mầm tai vạ gì. Huynh đúng là nhát gan. Nữ tên được gọi là tình nhi lường hắn một cái, xoay người đi sang một bên. Hoàng Nhan Trọng Đức tự hồ không làm gì được nữ tử đó, chỉ cười khổ nói. Vị phương huynh đệ kia nói chuyện rất không thành thật. Ai biết hắn đã đắc tội với danh môn gì đó của đại tùy hay không? Hay căn bản chính là bị quan phủ đuổi bắt? Chúng ta tùy tiện giúp hắn như vậy, nếu động chạm phải người không thể động chạm, thì sẽ ảnh hưởng tới việc lớn của người Bắc Liêu chúng ta. muội mặc kệ. Tình nhi nhìn hướng phương giải biến mất, chăm chú nói. muội chỉ biết rằng, từ nhỏ phụ hãng đã dạy ca ca rằng, nam tử người Bắc Liêu chúng ta nên tri ân đồ báo, càng không thể làm việc gì xin lỗi bằng hữu của mình. Ở Phan Cố, phương trí giả đã từng giúp huynh. Vừa nãy còn giúp chúng ta nhìn ra tính toán của triều đình đại tùy còn nghĩ biện pháp giúp chúng ta không chịu sự hoài nghi của đế quốc mông nguyên chúng ta tặng hắn ba con ngựa thì có làm sao nếu ngay cả việc nhỏ như vậy mà không giúp thì chẳng ủng công phụ hãng dạy bảo sao ta nói không được muội muội không đau lòng là tốt rồi hắn dắt đi chính là con liệt hỏa của muội tình nhi biểu môi nói liệt hỏa cũng chỉ là liệt hỏa cùng lắm thì lại đòi phụ hãng một con ngựa tốt là được bắc liêu chúng ta thiếu gì thì thiếu nhưng không thiểu bảo mã lương câu. muội chỉ có chút lo lắng bọn họ không cưỡi được hàng kỵ của Bắc Liêu chúng ta. Hoàng Nhan trọng đức ảo não nói. Tùy muội tùy muội chúng ta không thể trì hoãn nữa. Lập tức lên được vượt quan ải sớm thôi. Phương giải phóng ngựa mà đi, một bên chạy như bay, một bên không thể không tán thưởng một tiếng. Thập vạn đại sơn của Bắc Liêu nuôi ra tuấn mã, so với lương câu của Thảo Nguyên còn mạnh hơn một ít con chiến mã đỏ rực mà hắn đang ngồi này chạy nhanh như một cơn gió vậy tốc độ không những kinh người hình như còn có khả năng thông linh hắn chỉ mới có ý niệm trong đầu nó lập tức đã phản ứng lại hoặc là nhảy hoặc là dừng cưỡi ngựa mà có cảm giác như điều khiển một chiếc xe ô tô vậy phương giải biết ngựa hoang cần phải thuần phục mà con ngựa mình đang cưỡi này có tốc độ như điện khí lực như trâu tất không phải là một con ngựa bình thường nhưng nếu là một con ngựa có tính tình như lửa sao lại có thể dịu dàng ngoan ngoãn như vậy hắn không nghĩ ra nên trong lòng càng thêm hiếu kỳ kiếp trước đọc tiểu thuyết xem tv nói tới một con ngựa tốt tất nhiên là dữ dằn như hổ một người không có nghị lực lớn không có bản lĩnh thì sẽ không thuần hóa được một con ngựa như vậy nhưng con tuấn mã có tốc độ nhanh như một ngọn lửa thiêu đốt này đã hoàn toàn phá vỡ quan niệm cố hữu của hắn không chỉ là chiến mã của hắn chiến bã mà đại khuyển và một tiểu yêu đang cưỡi cũng giống vậy căn bản không hề có mục tia kháng cự với chủ nhân mới dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con mèo con chứ không giống như một con ngựa mà để cho phương giải không thể tưởng tượng nổi chính là hắn tùy tiện chọn một con ngựa mà xem ra có vẻ như không phải là phàm vật mới chạy chưa tới năm dặm đã vượt xa đại khuyển và một tiểu yêu nếu không phải về sau hắn tận lực giảm tốc độ xuống chỉ sợ một lúc sau đại quyển và một tiểu yêu sẽ không nhìn thấy bóng dáng của hắn lương câu của bắc liêu quả nhiên không giống bình thường phương giải thả chậm tốc độ đại quyển đuổi theo nhìn không được cảm khái một câu chiến mã mà hắn và một tiểu yêu cưỡi đều có màu trắng tinh lúc chạy giống như một đám mây lướt lướt trên mặt đất vậy hai bên đối lập con ngựa của phương giải càng thêm chói mắt con ngựa này có lông bờm rất dài lúc chạy giống như một ngọn lửa bốc lên hừng hực. Tuy nhiên, một tiểu yêu cao mày nói, các ngươi có cảm thấy rằng, trên người những con ngựa này có một cảm giác lạnh lẽo không? Phải biết rằng dù ở một nơi lạnh như phan cố, một tiểu yêu cũng chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Khiến cho nàng cũng cảm thấy rét lạnh, đủ biết chiến bả bắt liêu quả nhiên kỳ quái. Đúng vậy. Phương giải gật đầu nói. Hơn nữa khí tức rét lạnh này lan tỏa tới trong khung đại khuyển do dự nói liệu có phải vì những con ngựa này sống một nơi rét lạnh như bắc liêu mặc kệ phương giải cười nói chỉ cần làm quen là tốt rồi hiện tại ta càng ngày càng yêu mến chúng ba người vừa nói chuyện vừa đi đã đi tới quan đạo rồi theo quan đạo chạy nhanh về hướng đông nam thật không ngờ mới đi trên quan đạo không bao lâu sắc mặt một tiểu yêu bỗng trở nên ngưng trọng phía trước có không ít cao thủ hình như bọn chúng đã phong bế quan đạo rồi. Nàng nhìn về hướng phương giải, vừa định hỏi hắn nên làm gì, bỗng lại nhíu mày. Đằng sau cũng có người. Có thể cảm giác ra được người phía trước có thực lực gì không? Phương giải hỏi. Một tiểu yêu ghiềm chiến mã, nhắm mắt lại, đại quyển và phương giải im lặng không quấy rầy nàng. Qua năm phút sau, một tiểu yêu chậm rãi mở mắt, nói. Trước và sau còn cách chúng ta khoảng ba dặm người phía trước phong bế quan đạo không cảm giác ra được có cường giả. Có mấy người thực lực tam, tứ phẩm. Người phía sau, có không ít cao thủ chúng ta không đối phó nổi. Vậy thì lao về phía trước. Phương giải cắn răng mắng. Cho dù lão tử chết, cũng phải chết ở trước cửa diễn vũ viện, ở trong một thôn nhỏ cách bến đò phong lâm chừng ngàn dặm, có vài cụ già đang nói chuyện phím ở trước cửa thôn, chợt phát hiện có người đi tới từ xa xa. Là một khuôn mặt xa lạ, chỉ đi một mình. Người nọ thoạt nhìn trên dưới 20 tuổi, mặc một bộ trường bào màu trắng thư sinh. Lúc đi, tay áo bay bồng bềnh, tóc dài đằng sau tùy ý bó lại, bay lất phất theo gió, cả người lộ ra một cổ phiêu giật. Những cụ già này đã 6, 70 tuổi, nhưng chưa từng thấy một nam nhân nào đẹp như vậy. Không những đẹp, trên người còn không mang theo một tia nhân gian khói lửa nào. dáng người, khuôn mặt, đều hoàn mỹ tới cực hạn. giơ tay nhấc chân, lịch sự tao nhã tới cực hạn, chào các cụ, xin hỏi từ đây tới bến đò phong lâm còn xa không? Công tử trẻ tuổi tới gần mấy cụ già, khách khí hỏi. Bến đò phong lâm? Chính là bến đò từ Tương Thành tới quận Hà Đông phải qua. Một cụ già hỏi. Vị công tử gật đầu nhẹ. Cụ già nghĩ ngợi nói. Đại khái phải đi thêm ngàn dặm nữa. Ta chưa từng tới đó, nên không biết rõ lắm. Công tử áo trắng ôn hòa nói. Vậy vãn bối đi hướng này không có nhầm đấy chứ? Không nhầm. Đi đúng hướng rồi. Công tử nghe thấy cụ già khẳng định như vậy, cười cười, lẫn nửa thi lễ, nói lời cảm ơn. Hắn xoay người quay lại quan đạo, vẫy vẫy tay. Bỗng có một con mảnh hổ toàn thân trắng tinh, to lớn còn hơn cả trâu được lao ra từ bụi cỏ, hướng các cụ già đang ngồi gầm lên một tiếng chấn thiên. Con mảnh hổ này có tứ chi to lớn, vai rộng eo nhỏ, đuôi dài bằng một người nhất là chữ vương trên trán đỏ rực như máu một tiếng hổ rống khiến vài cụ già sợ tới mức lăn ra đất phục ma đừng hồ đồ nam tử áo trắng vỗ nhẹ lên trán con bạch hổ con bạch hổ chợt trở nên nhu thuận nó cúi người xuống ngoan ngoãn như một con mèo công tử nhất chân cưỡi lên con bạch hổ chỉ về hướng trước mặt bạch hổ gầm lên một tiếng trầm thấp lập tức lao vút về phía trước trong chốc lát đã không thấy tung tích ba con tuấn bả theo quan đạo chạy về hướng đông nam để lại bụi đất ở phía sau cưỡi trên lưng ngựa là hai nam một nữ dù ít người nhưng lúc chạy lộ ra một cổ khí thế bén nhọn không thể đỡ tốc độ của ba con ngựa này thật kinh người lúc người đi đường nghe thấy tiếng vó ngựa vội vàng né tránh thì ba con ngựa đã lao qua như một cơn gió người đi đường thậm chí còn không nhìn thấy khuôn mặt của ba người cưỡi cách đó không xa vài chục sai dịch của quan phủ quận hà đông có chút chán đến chết đứng bên đường bọn họ là tuần bổ của huyện nha thành quán nhạc sáng hôm nay bọn họ nhận được lệnh phải bố trí chướng ngại vật ở trên đường chặn lại ba người khả nghi mệnh lệnh là do đích thân huyện thừa đại nhân hạ đạt mặc dù không nói chi tiết nhưng nhìn sắc mặt ngưng trọng của huyện thừa đại nhân các sai dịch liền hiểu ra rằng lai lịch của ba tên trọng phạm kia tất không tầm thường thành quán nhạc là thành lớn thứ hai của quận hà đông chỉ sau thành Hà Đông. Những sai dịch này bình thường chỉ dò xét qua lại ở trong huyện thành, hoặc là phụng mệnh bắt những tên tiểu tặc mà thôi. Ra khỏi thành bố trí chướng ngại vật ngăn cản trọng phạm là lần đầu tiên của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ đều suy đoán ba người kia có lẽ là Giang Dương Đại Đạo giết người không chết mắt gì đó. Cho nên trong lòng người nào cũng khẩn trương. Một là sợ không ngăn cản nổi ba tên cường đạo có võ nghệ cao cường kia. Hai là sợ nếu để bọn chúng chạy thoát, sẽ bị cấp trên trách phạt. Bộ đầu Lưu Phong nhìn bốn, năm người mặc phi ngư bào đứng cách đó không xa, trong lòng tự nhủ, may mà còn có vài vị cao thủ từ kinh thành tới. Nếu không với chút công phu mèo cào của đám thủ hạ của mình, thật đúng là không đáng tin. Hắn nhìn trộn bộ quần áo của những người kia, trong lòng không khỏi hâm mộ. Bộ phi ngư bào này là trang phục đặc biệt của đại nội thị vệ. Chỉ cần mặc bộ quần áo đó, đừng nói là ở cái huyện thành quán nhạc nho nhỏ này, cho dù là ở đế đô cũng có thể đi ngang. Lưu Phong đang nghe truyện trên TV audio CV không khỏi ảo tưởng, chính mình mặc một bộ phi ngư bào đỏ sẫm, đầu đội cẩm quan, eo dắt trực đao, khoác áo tràn đỏ sẫm đi trên đường cái thành quán nhạc. Cho dù huyện lệnh đại nhân cũng phải cúi đầu không lưng nịnh nọt mình. Mà Lưu Quả Phụ mình coi trọng hồi lâu nhưng không dám xuống tay, sẽ cười quyến rũ, chủ động câu dẫn mình. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng hắn lại ngứa ngáy. Lúc nghĩ tới lưu quả phụ, hắn càng không tự chủ nghĩ tới đôi môi đỏ thắm, dáng người xinh đẹp của nàng. Nàng ngồi xổm trước người hắn, dùng miệng anh đào nhỏ thổi thổi phía dưới của mình. Đôi môi mềm mại bao lấy chỗ nhạy cảm, cái lưỡi thơm tho kia nhẹ nhàng cuốn lấy. Vừa nghĩ tới, phía dưới liền khô nóng. Bỗng một tiếng kêu to kéo hắn ra khỏi ảo tưởng. Dựng chướng ngại vật lên, có người xông tới. Hô to là một vị bách hộ đại nhân mặt phi ngư bào lời của hắn lưu phong không dám không nghe dù sao dựa theo phẩm cấp vị bách hộ này và huyện lệnh quán nhạc đều là thất phẩm nhưng người ta là từ đế đô tới còn là người của đại nội thị vệ thân phận còn tôn quý hơn huyện lệnh đại nhân rất nhiều lưu phong lập tức phân phó thủ hạ sai dịch dựng chướng ngại vật trên quan đạo mới dựng xong ba con tuấn mã đã tới cách đó không xa nhìn ba con ngựa không có ý dừng tốc độ lại giống như là muốn phóng qua chướng ngại vật vậy. Bắn tên. Vị bách hộ mặt phi ngư bào hô một câu, sau đó cầm liên nổ ở eo xuống. Liên nổ này là vật trang bị cho quân đội đại tùy, có thể liên tục bắn ra 12 mũi tên. Ở cự ly chiến đấu trung bình, liên nổ chính là một sát khí. Thứ tốt như vậy, sai dịch địa phương không có tư cách sử dụng. Bốn năm liên nổ cơ hồ dơ lên cùng lúc, nhắm vào ba con ngựa chạy như bay tới kia. Mà khi mũi tên đầu tiên bay ra ngoài, những sai dịch của thành quán nhạc còn chưa kịp dơ cung cứng lên. Lưu Phong là người phản ứng nhanh nhất, dơ cung cứng, dùng sức chính trâu hai hổ lại không thể kéo mở được. Hắn thấp giọng mắng một tiếng, mới nhìn rõ. Thì ra cung cứng mà mình tùy tiện cầm theo trong khố phòng huyện nha, lại là một cây cung cứng hai thạch. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy cầm theo một cây cung lớn sẽ rất khí phách, căn bản không lo lắng tới mình kéo nổi hay không cho dù chỉ là 4 năm liên nổ. Nhưng không khó để phủ kín quan đạo. Tốc độ bắn ra của liên nổ là cực nhanh. Cơ hồ chỉ trong vòng 2 phút, 12 mũi tên gắn ở liên nổ đã bắn hết sạch. Lúc thấy mấy phi ngư bào kia dơ lên liên nổ, phương giải lớn tiếng hô một câu. Hai người đối phó với người của đại nội thị vệ, ta xử lý đám quan sai kia, một tiểu yêu đáp lại. Không cần khách khí sau đó giải băng đỏ cuốn quanh vai và eo của nàng giống như có ý thức bay ra ngoài. Giải băng phấp phới, cuốn lượng như rắn, bay múa trên không trung. Vài chục mũi tên bắn tới cơ hồ không có một mũi tên ào bắn xuyên qua. Kẻ nào cản đường, chết. Phương giải hô một câu khí phách, sau đó phóng ngựa vượt qua chướng ngại vật trên đường. Con chiến mã đỏ rực kia nhảy cao lên, giống như là bay vậy, không hề tốn tí sức nào vượt qua chướng ngại vật trên đường có giải băng của một tiểu yêu che chở, ba người cơ hồ không hề dừng lại. Nhưng vừa lúc đó, vị bách hổ phi ngư bào cầm đầu đâm một cây thương tới sau lưng phương giải. Mắt thấy cây thương sắp đâm trúng lưng phương giải, đại quyển nhảy lên khỏi chiến mã, giống như một con chim to lớn xà xuống, ở giữa không trung nắm chặt lấy cây thương kia. Cũng không biết bao tay của hắn làm bắt chất liệu gì, mà cứng rắn như vậy. Một tiểu yêu thấy đại quyển xuống ngựa, cũng không trì hoãn, lao theo xuống ngựa giải băng lao tới ngăn cản một phi ngư bào. Nàng nhìn phương giải đã lao ra hơn 10 mét, hô. Ngươi đi trước đi. Đi cái rắm. Phương giải ghiềm chặt chiến mã, thấp giọng mắng một câu, xoay người nhảy xuống lưng ngựa, rút ra hoành đao vọt tới đám sai dịch của thành quán nhạc, trong mắt không có một tia sợ hãi. Tốc chiến tốc thắng, truy binh phía sau rất nhanh sẽ tới. Hắn hô một tiếng, một đao vỗ vào mặt một sai dịch, khiến sai dịch này bay ra ngoài đập trúng tường thành. Hắn dùng thân đao chứ không phải lưỡi đao. Bằng không chỉ sợ vị sai dịch kia đã mất đầu rồi. Những sai dịch của huyện quán nhạc này bình thường chỉ giễu võ dương oai với dân chúng trong thành, căn bản chưa từng chém giết bao giờ. Bọn họ đâu biết gì về kỹ xảo giết người, càng không có dũng khí liều chết. Phương giải xoay người, tung một cước đạp ngã sai dịch thứ hai. Thân thể xoay tròn như con quay tránh đi hai sai dịch đang chém về phía hắn. Thân đao vừa chuyển, đập vào ngực một sai dịch khiến người nọ bay ra hai ba thước mới rơi xuống đất. Một tiểu yêu dùng giải băng quấn lấy một phi ngư bào hất lên không trung. Giải băng giống như một con mãng xà ghìm chặt lấy con mồi. Trắc một tiếng, cũng không biết phi ngư bào kia đứt mấy cây xương sườn. Giải băng vừa thả ra, thi thể từ không trung rơi thẳng xuống đất, kích khởi một tầng bụi bặm. Lúc nhìn lại, thân thể của phi ngư bào kia đã bị gãy đôi, giống như một khúc gỗ gãy vậy. Một tiểu yêu dùng giải băng ngăn cản một thanh hoành đao, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn phương giải đã thấy người thiếu niên mà mình nhìn hắn lớn lên kia đã bắt đầu thay đổi trước kia nàng chưa từng thấy dũng khí như vậy trên người thiếu niên cũng chưa từng thấy tốc độ ra tay của phương giải đã nhanh tới mức khiến nàng cũng phải giật mình loại thay đổi này bắt đầu từ khi nào một tiểu yêu không biết nhưng nàng biết thay đổi như vậy đối với phương giải mà nói không phải là một việc xấu không chỉ thân thủ càng thêm linh hoạt mạnh mẽ thậm chí khi ra tay còn rất tỉnh táo. Lúc nàng nhìn phương giải ra tay, mỗi kích của phương giải đều rất dứt khoát. Cơ hồ là dùng phương pháp nhanh nhất để giải quyết kẻ địch. Phương giải như vậy, và phương giải không dám giết người trong thành phan cố, còn cùng là một phương giải không. Một tiểu yêu không có thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì mấy phi ngư bào dù thực lực không cao, nhưng thủ đoạn của bọn họ cũng khiến cho người ta phải đau đầu. Để giảm bớt áp lực của phương giải, giải băng của nàng còn thỉnh thoảng đánh bay một sai dịch có ý đồ đánh lén phương giải. Công kích của đại quyển từ trước tới nay đều là trực tiếp mà hữu dụng. Hắn thích nhất là đánh cận chiến. Bằng không hắn đã không dùng binh khí là một đôi bao tay có vuốt rồi. Chỉ là ngay cả phương giải có đôi khi nghĩ mãi cũng không rõ. Đại khuyển, bình thường thoạt nhìn gầy gò, yếu đuối, tính cách thậm chí có chút sợ đầu sợ đuôi, vì sao mỗi lần chém giết đều thô bạo tới mức khiến người ta cũng không dám nhìn thẳng hắn giết người đều rất máu me hai tay đeo bao tay tạo thành chữ thập đâm mạnh về phía trước phốc một tiếng đâm xuyên qua bụng một phi ngư bào tạo thành một cái lỗ máu trước bụng người nọ khóe miệng đại quyển nhếch nhếch hai tay vung ra sát một tiếng bụng của người nọ bị hắn xé rách ruột còn có các nội tạng hỗn hợp rơi bịch xuống đất dính vào bùn đất biến thành màu nâu đen một đầu giải băng của một tiểu yêu đánh bay một sai dịch, đầu kia thì quấn quanh một phi ngư bào muốn đánh lén nàng. Nàng cầm chặt giải băng ném về phía trước. Cổ của phi ngư bào kia lập tức xoay 180 độ, mặt quay về đằng sau. Vị phi ngư bào kia liền thấy được lưng và mông của mình. Đừng ham chiến. Phương giải tung một quyền đập bể mũi một sai dịch, thân thể lao về phía trước tránh một đao. Hoành đao vỗ mạnh vào vai người đánh lén, kết một tiếng, xương vai của người nọ lập tức nát. Lưu Phong cúi đầu nhìn yêu đao trong tay mình, lại nhìn người thiếu niên như lan như hổ kia, hắn khó khăn nuốt nước bọt, tầm mắt lại nhìn sang hai nghi phạm thoạt nhìn còn hung hãn hơn. Trải qua giày vò nên xoay người bỏ chạy hay là liều mạng, rốt cuộc hắn cắn răng lựa chọn xông tới phương giải. Cường đạo Nhanh thúc thủ chịu trói, hắn cầm yêu đao vung tới, thoạt nhìn có chút khí thế. Một chiêu lão thụ bàn căng này hắn thường xuyên tập luyện, lờ mờ có chút phong cách quý phái cúc phương giải lạnh lùng mắng một câu một đao chém bay yêu đao trong tay của lưu phong trong sát na vị bách hộ phi ngư bào có tu vi chừng tứ phẩm luôn giấu trong đám sai dịch nhìn chuẩn cơ hội từ phía sau nhảy tới dùng cây thương đâm tới sau lưng phương giải hành động này quá đột ngột đại khuyển và một tiểu yêu đều không kịp phản ứng tu vi của bách hộ kia chừng tứ phẩm mà phương giải căn bản không thể tu hành huống hồ hắn còn đánh lén. Mà cây thương này dài hơn hoành đao trong tay Phương Giải. Thoạt nhìn Phương Giải phải chết không thể nghi ngờ. Đại khuyển và một tiểu yêu thúc thủ vô sách. Hai người chỉ kịp hô một tiếng cẩn thận, từ xa vọt tới hiển nhiên là chậm. Một giây sau, đại khuyển và một tiểu yêu đều mở to mắt nhìn, há hốc miệng, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Phương Giải giống như là cảm nhận được nguy hiểm từ đằng sau, thân thể hơi nghiêng, người cúi thấp xuống, hai chân uống lượng bộ dáng này thật giống như một con báo săn chờ vồ mồi. Trong khoảnh khắc cây thương đâm vào không trung, hai đùi và hai tay của hắn mạnh mẽ đáp về phía sau. Thân thể giống như đạn pháo xông tới. Chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt bách hộ kia. Một chiêu lao vọt tới này, trong khoảnh khắc lại thật giống như một con báo săn bổ nhào tới con mồi. Phương giải có đau. Ngươi cũng cút. Bách hộ vừa hét lên một tiếng dữ dằn, thân thể chợt cứng đờ. Sau một lát, một đường máu xuất hiện trên mặt hắn theo sát đó là máu bắn ra như thác nước một đao của phương giải đã chém đứt đôi vị bách hộ kia một đao hai mảnh tứ phẩm tu hành bị máu bắn đầy mặt phương giải hừ lạnh một tiếng ngữ khí mang theo một tia kiêu ngạo sau khi bốn năm phi ngư bào kia chết hết đám sai dịch của huyện quán nhạc đâu còn dũng khí lao tới bộ đầu lưu phong bị phương giải đánh rơi yêu đao lại bị một cước đạp bay ba cái răng liền ngồi chồm hổn một bên run rẩy thấy ba tên giết người như ngoé kia dừng tay hắn sợ tới mức trục người lại không dám nói một câu phương giải lạnh lùng nhìn những sai dịch này cũng không biết là ai ném yêu đao trước những người khác lập tức noi theo đều ném yêu đao trong tay sau đó rất tự giác đứng tụ vào một chỗ hai tay đặt lên đỉnh đầu biểu hiện mình sẽ không phản kháng phương giải châm chọc một tiếng các ngươi cũng xứng mặt quan phục đại tùy rồi cất bước đi tới trước người lưu phong phía trước còn bố trí chướng đại vật gì không lưu phong vội vàng trả lời vị đại gia này chúng tôi làm việc cho công môn là thân bất do kỹ không phải chúng tôi muốn ngăn đón các vị mà là phía trên ra lệnh thực sự không thể cự tuyệt ta không hỏi ngươi cái đó phương giải trừng mắt nhìn hắn dùng hoành đao chỉ vào mũi của hắn nói lưu phong run rẩy tưởng là phương giải muốn động thủ với mình liền hô một tiếng sợ tới mức ngã xuống đất đợi thêm một lúc không thấy cảm giác đau đớn mới dám mở mắt ra thấy thiếu niên cả người dính máu kia đang lạnh lùng nhìn mình hắn vội vàng đứng lên nói không có một đường tới đây chỉ có nhóm người chúng tôi ngăn chặn mặc dù huyện quán nhạc có vài vạn nhân khẩu nhưng chỉ có vài chục sai dịch bộ khoái chúng tôi những người khác là ban nhàn của chúng tôi những vị đại nhân từ đế đô nói rằng những ban nhàn kia không có tác dụng nên bảo không cần mang theo hắn còn đang lải nhải phương giải đâu còn tâm tư để ý tới hắn chậm rãi tới trước một nha dịch có chiều cao bằng hắn dùng hoàng đế kề của người nọ nói cởi quần áo ra người nọ khẽ giật mình lập tức ánh mắt đầy hoảng sợ hắn nhịn không được nức nở cầu khẩn đại gia tiểu nhân không được đâu tiểu nhân không hầu hạ được ngài Nghĩ con mẹ nó gì đó, Phương giải tức giận tung một cước đá người kia, giận dữ nói. Ta đến tới 10 nếu ngươi không cởi xong, thì ta liền thiến ngươi. Bộ khoái này lập tức lún cuốn tay chân cởi quần áo trên người mình. Cởi ra áo ngoài còn không dừng tay. Không bao lâu đã cởi hết, cả người trần truồng. Khiến một tiểu yêu phải xoay người sang một bên, ánh mắt đầy tức giận. Người này cũng thật thành thật, không những cởi hết quần áo trên người, ngay cả tất chân cũng cởi hắn cởi xong phương giải cũng nhanh chóng cởi áo ra làm cho hắn sợ tới mức biến sắc thì thào một câu mình thật đáng thương hắn xấu hổ và giận dữ nhìn đồng bạn của mình thấy không có người nào chịu ý giúp mình liền cắn răng quỳ xuống nằm sấp trên mặt đất cũng không dám giơ cái mông lên ngữ khí đau đớn nói đại gia ngài nhẹ tay cho phương giải cởi áo ngoài bị máu dính đầy thay bộ quần áo của nha dịch xong chợt thấy sai dịch trần truồng kia quỳ rạp xuống đất toàn thân run lẩy bẩy đầu tiên hắn sững sờ lập tức không nhịn được cười hỏi người tên là gì hắn hỏi tiểu nhân tên là thiết y vị sai dịch này xấu hổ và giận dữ quay đầu nhìn phương giải trả lời một câu vẻ mặt quyết tuyệt phương giải tới gần hắn thấy dáng người của hắn không tồi sau đó tung cước đá vào mông người nọ thiết y phải không cái tên không tục ngươi rất có tiềm lực ta thấy sau này ngươi không làm nổi ở công môn nữa rồi ta cho ngươi một con đường sáng. Nghe nói thế gia đại hộ có nhiều người thích nam sắc. Có người chuyên yêu thích khẩu vị này, không bằng ngươi đổi nghề. Nói xong, Phương giải xoay người nhảy lên con xích mã, hôn một tiếng liền dẫn đầu rời đi. Đại quyển và một tiểu yêu lên ngựa đi sát theo sau. Rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nam tử tuấn tú tên là Thiết Y đặt mông ngồi xuống đất, lau mồ hôi trên trán, nhịn không được thở vào nhẹ nhõm may mắn may mắn hắn thì thào một câu ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện ánh mắt của đồng bạn nhìn mình đều là lạ nhất là cái tên bình thường có quan hệ tốt nhất với mình ánh mắt nhìn rất chăm chú không hề nháy mắt la thần hà hắn gọi một tiếng cả giận nói các ngươi đều biến ngay cho ta ba người phương giải không tiến vào thành quán nhạc mà vượt qua thành đi thẳng về hướng đông nam may mà có ba thất ngựa tốt không bao lâu sẽ bỏ qua được truy binh dù phi ngư bào được bố trí ở bến đò phong lâm kia cũng có chiến mã. Nhưng so với chiến mã mà ba người phương giải đang cưỡi, quả thực không cùng một tầng cấp. Một hơi đi chừng 50 dặm, phương giải khoát tay ra hiệu cho đại khuyển và một tiểu yêu ở đằng sau giảm tốc độ xuống. Cho dù bọn họ không cần nghỉ ngơi, nhưng chiến mã cũng cần ăn ít cỏ khô và uống mấy ngụm nước. Nếu một hơi khiến cho chiến mã tốt như vậy bị chết, thì mới là cái được không bù cái mất. Nói sau, cái gọi là bảo mã mỗi ngày đi ngàn dặm, thuần túy là nói hưu nói vượng. Luận về thời gian nhất định và tốc độ chạy, một ngày chiến mã đi ngàn dặm xác thực không phải là việc khó. Nhưng trên thực tế, với một đội ngũ có quy mô, cho dù là kinh kỵ binh linh hoạt như lan kỵ của đế quốc môn nguyên, một ngày có thể đi được 200 dặm đã là một việc rất khó rồi. Chiến mã cũng cần nghỉ ngơi, cũng cần ăn uống. Nhìn ngọn núi thấp phía trước, dưới núi là một cánh rừng nhìn không tới biên giới, Phương giải chỉ chỉ bên kia, ba người thúc mã chạy tới. Vọt vào một chỗ sâu trong rừng, Phương giải mới xuống ngựa vỗ vỗ xích mã, nói rằng tự đi tìm cỏ ăn. Không biết con ngựa này nghe có hiểu hay không, lại không chịu cúi đầu ăn cỏ. Mà chậm rãi đi sâu vào cánh rừng, không biết là tìm vật gì trong đó. Hai con chiến mã trắng tinh kia cũng giống như vậy. Đối với cỏ non xanh mơn mởn không thèm ngó tới. Đi theo sau xích mã, chậm rãi đi về phía trước thật giống như có thứ gì ở đó hấp dẫn bọn chúng vậy phương giải chẳng muốn quản hắn bảo một tiểu yêu nghỉ ngơi hắn và đại khuyển thì từng ly từng tí xóa dấu chân ngựa lưu lại khi đi đường hạng thanh ngư từng nói với hắn rằng những người trong tình nha đại tùy là những thám báo tốt nhất cho nên không thể để cho bọn họ phát hiện một tia dấu vết may mà cánh rừng này phủ một tầng lá rụng dày cho nên không lưu lại dấu chân ngựa quá sâu Hắn và đại khuyển bẻ gãy vài nhánh cây làm cái chổi, một đường chậm rãi quét trở về. Dù làm như vậy không thể xóa hết được dấu vết, nhưng ít nhất còn an toàn hơn không làm cái gì. Những năm qua bọn họ đã làm quen với mấy chuyện như vậy. Hơn nữa còn rất chuyên nghiệp. Xử lý xong dấu vết, hai người còn lưu lại dấu vết giả để đánh lạc hướng truy binh. Đợi làm xong mấy việc này, quay trở lại tìm một tiểu yêu, phương giải và đại khuyển đều choáng váng. Trong rừng, đâu còn tung tích của một tiểu yêu? Phương Giải vừa muốn gọi, Đại Quyển giữ chặt lấy tay hắn, sau đó dùng sức ngửi ngửi, lập tức chỉ về một hướng, nói: mùi trên người tiểu yêu rất đặc biệt, hẳn là đã đi sâu vào trong rừng. Phương Giải cau mày nói: tiểu yêu tỷ sẽ không vô duyên vô cớ rời đi. Hắn kiểm tra cẩn thận dấu vết xung quanh, lập tức chỉ về hướng Đại Quyển vừa chỉ. Dù nàng có năng lực cảm giác được địch nhân, nhưng sau khi tiến vào đại tùy ta mới biết được trên đời này có quá nhiều người tài ba dị sĩ có cảm giác cũng chưa chắc có thể thấy được địch nhân không thấy dấu vết đánh nhau cũng chưa chắc là không đánh nhau hắn vừa đi vừa chậm rãi rút hoành đao ra ánh mắt lộ ra một ti kiên định đại quyển đi nhanh vài bước vượt qua người hắn để ta đi trước việc tìm người vẫn là ta am hiểu hơn trên người tiểu yêu có mang theo pháo hoa trừ khi là gặp phải cao thủ đến nàng cũng không thể phản ứng kịp bằng không nàng không có khả năng không để lại dấu hiệu gì phương giải gật đầu trong lòng càng thêm lo lắng dù phan cố cũng là lãnh địa của đại tùy nhưng dù sao nó quá nhỏ tòa thành nhỏ dài rộng không vượt qua ba dặm kia đều có thể có cao thủ như lão già què lão bản nương quán thịt chó ẩn nấp mà đại tùy rộng như vậy có bao nhiêu cao thủ vô danh tồn tại đi tới phía trước chừng mấy trăm mét phương giải bỗng rùng mình cánh rừng phía trước thoạt nhìn rất yên tĩnh nhưng lại là điểm cuối. Đại khuyển ngồi xổm xuống, nhìn lá rụng trên mặt đất, khẽ nói. Chính là hướng này, cẩn thận chút. Phương giải ừ một tiếng, hít sâu một hơi, chậm rãi đi tiếp. Lúc đi, cả người đều căng thẳng. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay hắn cũng có thể lập tức làm ra phản ứng. Có lẽ tới hiện tại bản thân hắn cũng không phát giác ra rằng, từ khi rời khỏi phan cố, thân thể của hắn mạnh lên không ít. Thính giác, thị giác, Khứ giác đều càng thêm linh mẫn Một khi hắn tập trung Hắn thậm chí có thể nghe thấy những thanh âm rất nhỏ ở bên ngoài khu rừng Bên ngoài cánh rừng không có gì nguy hiểm Chỉ có một cái hồ Cũng không phải chỗ này là chỗ cuối của cánh rừng Mà là cái hồ rộng chừng hai dặm bị bao quanh bởi khu rừng Mặt hồ yên lặng như một mặt gương Có lẽ vì cánh rừng này quá rậm rạp Gió không thổi tới được Nên mặt hồ không hề có một tia gợn sóng rừng rậm xung quanh tĩnh mịch, mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng. Nơi này đẹp không giống nhân gian, mà giống tiên cảnh. Mà sau khi đi ra cánh rừng, Phương Giải lập tức phát hiện một tiểu yêu. Nàng đứng bên bờ hồ, ngẩng người nhìn mặt hồ. Cách một tiểu yêu chừng 20 mét, ba con chiến bả bắc liêu kia chính đang uống nước. Có lẽ ngựa không có trí thông minh như con người, nhưng bản năng sinh tồn của ngựa mạnh hơn con người rất nhiều. Có lẽ lúc ở trong rừng, bọn chúng đã biết nơi này có nước để uống. Phương giải không tùy tiện đi tới, mà cảnh giác xác định vài trăm mét xung quanh không có người mai phục xong, mới vọt tới chỗ một tiểu yêu, thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Phương giải vọt tới đứng bên cạnh một tiểu yêu, hắn và đại khuyển một trái một phải bảo vệ sau lưng của một tiểu yêu. Tiểu yêu tỷ, sao không nói câu nào đã chạy tới nơi này rồi? Có phải là gặp phải kẻ địch? Một tiểu yêu chậm rãi lắc đầu, ngữ khí rất nhẹ, nhưng mang theo một tia sợ hãi ta cũng không biết lúc ở trong rừng bỗng như không bị khống chế đi tới đây khi tới nơi này cảm giác trói buộc kia lại biến mất ta đã nhìn kỹ nơi này không có người nào phương giải vốn là không phải là người vô thần bởi vì bản thân hắn sống lại đã là một việc mà khoa học không thể giải thích được rồi lẽ nào có quỷ hắn vô ý thức hỏi nơi này yên tĩnh như vậy sao có thể xuất hiện những thứ dơ bẩn gì đó hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, cho dù có những vật kia, cũng sẽ không hiển nhiên chạy tới dọa người như vậy. Ngữ khí của đại quyển cũng không xác định lắm. Dù sao việc hôm nay quá kỳ quái. Yên tĩnh phương giải lập lại một câu, sau đó ánh mắt bỗng sáng ngời. Nơi này quả thực có chút kỳ quái chính là quá yên tĩnh chút. Không chỉ nói ngay cả một con chim cũng không thấy một con. Mà mặt nước cũng không hề nhúc nhích chút nào. Đây là một việc cơ hồ không thể xảy ra trừ khi. Hắn đang nói tới trừ khi, bỗng phía sau truyền tới tiếng vó ngựa. Phương giải vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có trên trăm đại nội thị vệ mặt phi ngư bào đỏ sẫm từ trong rừng lao ra. Những phi ngư bào kia nhìn thấy ba người phương giải, lập tức la lên vài câu, hơn trăm người tạo thành hình quạt bao vây bọn họ lại. Tiếng vó ngựa đạp nát sự yên tĩnh, cảnh sắc bốn phía bỗng thay đổi. Nơi đó đâu phải hồ nước gì. Nó chẳng qua chỉ là một bãi cỏ lớn xanh mơn mởn mà thôi mà cách ba người bọn họ không xa một nam tử trung niên mặc áo vải xám khoanh chân ngồi trên cỏ trong tay nam tử trung niên này cầm một cái bầu gỗ bầu gỗ đang hứng nước từ trong suối bầu gỗ đầy liền đổ vào miệng con xích mã đứng bên cạnh xích mã uống xong con thứ hai bước tới uống nước từ trong bầu con thứ hai uống xong tới con thứ ba nam tử áo xám này đút nước uống cho ba con ngựa xong vuốt ve đầu của con xích mã ánh mắt nhìn con xích mã ánh mắt đầy sự tán dương, thanh âm rất nhẹ. Còn hiểu quy củ hơn cả người, rất tốt. Nam tử trung niên mặc áo xám ngồi thoải mái trên bãi cỏ cách đám người phương giải hai mươi mấy mét. Trong tay cầm một bầu gỗ đổ nước cho ngựa uống. Bên cạnh hắn là dòng suối chảy róc rách. Dòng suối rất hẹp, nhưng nước mát lạnh. Mà ba con chiến mã Bắc Liêu kia rất quy củ thay phiên nhau uống nước. Cho ba con ngựa uống nước xong, nam tử trung niên kia còn không nhịn được khen một câu còn quy củ hơn cả người rất tốt hắn nói ngựa rất tốt là có ý rằng trong mắt hắn có một số người không tốt lắm mà người không tốt kia là ba người phương giải hay là phi ngư bào của tình nha bao vây ba người phương giải kia không ai biết ba con ngựa kia uống xong nước liền tới một bên ăn cỏ không phát ra một thanh âm nào cũng không biết vì chúng sợ ảnh hưởng tới sự yên tĩnh nơi này hay là vì có vài việc khiến cho bọn chúng không dám kêu lên Nam tử trung niên tiện tay ném bầu gỗ sang một bên, thấp giọng nói một câu. Bầu nước hóa thành một hồ nước, dù sao cũng có giới hạn, khó mà đột phá. Cũng không biết vì sao, rõ ràng truy binh đã đuổi tới đằng sau, nhưng phương giải không có chút sợ hãi nào. Hắn nhìn nam tử trung niên mặc áo xám, cười cười nói. Một bầu nước biến thành một cái hồ đã là giới hạn. Như vậy lần sau nếu ngươi muốn biến lớn hơn, không ngại dùng một thùng nước. Nam tử trung niên không tức giận, mà rất chăm chú suy nghĩ lời của phương giải. Một lúc sau, hắn chậm rãi lắc đầu, chối bỏ đề nghị của phương giải thùng gỗ quá lớn, không tiện mang theo người. Lời này rõ ràng có chút buồn cười, nhưng ngữ khí của hắn lại có vẻ lại rất chân thành. Phương giải cũng không cười. Bởi vì hắn biết cho dù vừa nãy mình chỉ là nửa đùa nửa thật, nhưng nam tử trước mặt kia lại thực sự tiếp thu. Đây là một người đối đãi với bất kỳ chuyện gì cũng chân thành cho nên đáng để tôn kính vì sao tiên sinh dẫn bằng hữu của ta tới nơi này phương giải quay đầu nhìn những phi ngư bào cách vài chục mét kia rồi hỏi nam tử trung niên nam tử trung niên mỉm cười nói vốn muốn mời cả ba người các ngươi tới nhưng do bản lĩnh còn quá thấp cho nên chỉ có thể mời được cô nương kia hai người các ngươi một người tâm trí kiên định khiến ta kinh hãi một người có đại hận trong lòng cho nên cái tâm phòng ngự quá chắc chắn Ta mời không được, đành phải dụ các ngươi tới đây. Nhưng cô nương. Hắn nhìn một tiểu yêu, ánh mắt đầy khen ngợi. Sự nhạy cảm khó thấy, cảm giác vượt qua người thường, cho nên ta không cần cố sức, cô nương cũng có thể phát giác được ta. Cô nương đã có thể phát giác, ta dĩ nhiên có biện pháp thu hút cô nương tới đây. Thiên phú của cô nương vô cùng tốt. Nếu như gặp được danh sư, không tới 15 năm, giang hồ lại xuất hiện thêm một đại nhân vật hô phong hoáng vũ. Đây là người thứ hai khen một tiểu yêu có thiên phú cực tốt. Người đầu tiên là lão già què không đáng tin của hồng tụ chiêu kia. Không vội nói tới vấn đề này. Ngươi khiến bọn ta tới đây rốt cuộc là muốn thế nào? Đại khuyển đi lên phía trước một bước, chậm rãi đeo bao tay. Hắn đứng trước bảo vệ một tiểu yêu và phương giải, ánh mắt nhìn nam tử trung niên tràn đầy địch ý, chỉ là trong địch ý, mơ hồ có một tia sợ hãi cực lực che giấu. Bởi vì vừa nãy nam tử trung niên có nói một câu, đã khiến cho trong lòng đại quyển như kinh đào hải lãng. Hai người các ngươi một người tâm trí kiên định khiến ta kinh hải. Một người có đại hận trong lòng, cho nên cái tâm phòng ngự quá chắc chắn. Đại quyển sợ hãi ở chỗ, nỗi niềm mà mình đã ẩn giấu 16 năm qua tựa hồ bị nam tử trung niên kia liếc cái liền nhìn thấu. Hiện tại thậm chí hắn hoài nghi, người này không phải là người, mà là yêu quái đã tu luyện trong này không biết bao nhiêu năm, đã đắc đạo thành hình người ta không phải là yêu quái, chỉ là người bình thường. đang lúc đại khuyển nghĩ tới đó, nam tử trung niên bỗng mở miệng nói một câu. đại khuyển biến sắc, mạnh mẽ lùi về một bước. phương giải hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi rút hoành đao ra. hắn nhìn nam tử trung niên, từng chữ từng câu nói mặc kệ ngươi có địch ý hay không, nhưng mong ngươi nói ra mục đích của mình. có lẽ ngươi là cao thủ tuyệt thế, nhưng bọn ta cũng không phải là cừu non mặc cho ngươi chém giết. Nam tử trung niên nhìn Phương Giải, cười cười nói: "Tiểu tử này thật có chút ý tứ." Miệng thì nói phóng khoáng, tư thế luôn ra vẻ liều mạng, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ cách chạy trốn, ta không biết nên nói ngươi là dối trá hay giảo hoạt nữa. Không đợi Phương Giải nói chuyện, hắn vừa đi về phía trước vừa hỏi Phương Giải: "Ta muốn biết, vừa rồi ngươi nói cái hồ này quá yên tĩnh, không giống thật, trừ phi trừ phi cái gì, ảo thuật?" Phương Giải nhẹ nhàng đáp: ảo thuật cái tên thật chính xác. Nam tử trung niên cười cười nói. Qua nhiều năm như vậy, ta luôn gọi phương pháp đó là ảo thị. Cảm thấy nó quá mờ mịt, khó lý giải, cho nên hai chữ ảo thuật của ngươi rất hay. Sau này nếu có người nào hỏi, ta sẽ dùng hai từ đó để giải thích cảm ơn. Hắn nói cảm ơn. Đừng thách khí, hiện tại có thể nói cho bọn ta biết ngươi là ai không? Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, ngươi khẳng định là đồng bọn với phi ngư bào của tình nha ở đằng sau đúng không phương giải hỏi rất đúng cũng không đúng nam tử trung niên chậm rãi đi tới gần phương giải chăm chú nói rất đúng có nghĩa là ta xác thực giống như bọn họ đều làm việc cho tình nha không đúng có nghĩa là bọn họ tới giết ngươi mà ta tới là cứu ngươi đương nhiên ngươi không cần cảm ơn ta bởi vì nếu ta chịu khó một chút thì dọc theo con đường này có lẽ các ngươi không phải gặp nhiều nguy hiểm như vậy dù ta rời đế đô sớm hơn bọn họ năm ngày nhưng vì tham luyến cảnh đẹp trên đường cho nên mới đi chậm hơn hắn chỉ vào cái mũi của mình nói ta họ trác sau đó chỉ vào những phi ngư bào kia bọn họ gọi ta là trác tiên sinh cao thiên bảo nhìn nam tử trung niên mặc áo xám trước mặt trong lòng không ngừng run rẩy hắn vô ý thức quay đầu nhìn tình nha phó trấn phủ sứ mạnh vô địch hy vọng nhìn ra được chỉ thị gì. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, khi Mạnh Vô Địch nhìn thấy nam tử kia, sắc mặt còn khó coi hơn cả Cao Thiên Bảo, rắc tiên sinh, sao tiên sinh lại tới đây? Mạnh Vô Địch lập tức nhảy xuống lưng ngựa, chạy nhanh tới, rồi thi lễ thật sâu. Phải biết rằng thân phận của hắn là tình nha phó trấn phủ sứ, mà nam tử áo xám kia không có bất kỳ công danh nào, chỉ là áo vải xuất thân hàng môn mà thôi. Đường đường qua ngũ phẩm, phải hành đại lễ với áo vải cho nên phương giải nhìn thấy cảnh này nhìn không được có chút kinh ngạc bởi vậy phương giải liền suy đoán liệu người trung niên kia có phải là tình nha trấn phủ sứ hầu văn cực hay không nhưng hắn lại tự xưng họ trác nếu quả thực là hầu văn cực thì chẳng có lý do gì hắn lại đổi thân phận khác cũng căn bản không cần hợp tác với đám người mạnh vô địch diễn kịch bởi vì hạng thanh ngưu không biết nhiều lắm về tình nha cho nên phương giải cũng không biết trong tình nha có một vị áo vải có địa vị đặc thù Vốn nên tới sớm, nhưng lúc đi qua Mai Trang, có đánh vài trận cờ với lão trang chủ. Liên tục bị thua, liền khơi dậy lòng háo thắng. Kết quả là ở trong trang đánh cờ 7 ngày, ngược lại quên chính sự không còn chuyện của các ngươi nữa. Ta muốn dẫn theo ba người này tới đế đô. Các ngươi quay về đi. Nam tử được gọi là Trác Tiên Sinh thản nhiên nói. Quay về? Mạnh Vô Địch khẽ giật mình, do dự một lát nói, nhưng đây là mệnh lệnh của trấn phủ sứ đại nhân vài người này cũng là trọng phạm mà triều đinh nghiêm lệnh muốn bắt trác tiên sinh lắc đầu nhẹ nhàng nói ra bốn chữ chấp mê bất ngộ mạnh vô địch biến sắc trong lòng nhanh chóng tính toán hắn còn chưa nghĩ ra đối sách chợt nghe trác tiên sinh lạnh nhạt nói ngươi không cần suy nghĩ ứng phó như thế nào chỉ cần hiện tại ngươi thành thật trở về đế đô ta liền coi như không nhìn thấy gì cũng không nghe thấy gì hơn nữa ngươi đừng rằng có thể lừa dối được mọi người trấn phủ sứ đại nhân đã biết chuyện ta rời đế đô còn sớm hơn các ngươi năm ngày ngươi còn ngu ngốc làm như vậy nếu không phải trấn phủ sứ đại nhân nhớ tới công lao mấy chục năm qua của ngươi chẳng lẽ ngươi còn sống tới hiện tại nghe hắn nói vậy hai chân mạnh vô địch mềm nhũng liền quỳ xuống đất hắn một bên dập đầu một bên rung giọng cầu khẩn Cầu trác tiên sinh ở trước mặt trấn phủ sứ đại nhân nói hộ cho tỷ chức tỷ chức chỉ là nhất thời hồ đồ, mới thu tiền tài của những người kia trác tiên sinh, tỷ chức biết mình làm sai rồi. Trác tiên sinh lắc đầu, khẽ thở dài. Tới hiện tại thực ra ngươi còn không biết mình làm sai ở chỗ nào ngươi thu tiền của mấy người lý gia và binh bộ kia, đây không tính là sai lầm. Ngươi sai ở chỗ, ngươi rõ ràng giấu giếm trấn phủ sứ đại nhân để làm mấy việc kia. Tình nha là tình nha của bệ hạ nhưng trong coi tình nha, mãi mãi là trấn phủ sứ đại nhân. Tỷ chức biết sai rồi, thực sự biết sai rồi. Mạnh vô địch một bên dập đầu, một bên cầu khẩn, thanh âm có chút khàn khàn. Ba người phương giải nhìn nhau, nhìn không được âm thầm thở vào. Sau đó chính là kinh ngạc, đều rất hiếu kỳ với thân phận của vị trác tiên sinh kia. Phó trấn phủ sứ của tình nha lại quỳ trước mặt hắn, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ bất kể là ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ cực kỳ kinh ngạc. Trác Tiên Sinh thở dài nói, "Việc của thiếu niên này, Trấn phủ sứ đại nhân đã đề cập qua trước mặt Bệ hạ. Nếu ngươi thực sự giết hắn, ngươi biết sẽ mang tới cho Tình nha bao nhiêu tai họa hay không?" Bệ hạ mạnh vô địch ngẩng đầu, trong nháy mắt khuôn mặt đã không có màu máu. "Trấn phủ sứ đại nhân phân phó cho ta rời đế đô đón thiếu niên này trước, chứ không phải vạch trần ngươi, không phải ngăn cản ngươi." cũng không phải giết ngươi thực ra trấn phủ sứ đại nhân đã lưu cho ngươi một con đường lui chính vì ngươi tham luyến tiền bạc mà tầm mắt trở nên thấp đi đó là điều không nên hắn nói xong câu đó bỗng quay đầu nhìn về phía cao thiên bảo ngữ khí lạnh nhạt mang theo một tia khinh thường so với mạnh vô địch ngươi có đảm phách hơn lại động niệm muốn giết ta cao thiên bảo kinh hãi biến sắc đầu tiên là lùi lại một bước sau đó không nhịn được nói với mạnh vô địch đại nhân nơi này chỉ có bốn người bọn chúng mà trong tay chúng ta có hơn một trăm liên nổ dựa vào tu vi của đại nhân cho dù bọn chúng là thần tiên cũng không có đường sống đại nhân đừng nghe hắn đầu độc giết bọn chúng sau đó quay về đế đô có ai biết là do chúng ta làm thân thể đang run rẩy của mạnh vô địch chật cứng đờ nhìn rác tiên sinh rồi chậm rãi đứng lên ngươi nói không sai giết bọn họ xong sẽ không có ai biết nhưng ngươi có nghĩ tới hay không nếu ta thực sự làm vậy, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giết hết những người có mặt ở đây để chấm dứt hậu hoạn. Trác tiên sinh nói không sai, lá gan của ngươi lớn hơn ta. Dù tâm của ta đen, nhưng ta chưa từng nghĩ tới việc phản bội trấn phủ sứ đại nhân. Hắn nói xong câu đó, Cao Thiên Bảo đã chạy trốn. Mạnh vô địch chỉ vung tay một cái, hơn 100 liên nổ trong nháy mắt đã biến Cao Thiên Bảo thành con nhím. Còn chưa chạy được 20 bước đã ngã xuống mặt đất, không còn hô hấp tự chặt một cánh tay, trở về đế đô ta sẽ giúp ngươi nói hộ với trấn phủ sứ. Trác tiên sinh nhàn nhạt nói một câu, sau đó xoay người đi về hướng ba người phương giải. Đa tạ trác tiên sinh. Nghe thấy tự chặt một cánh tay, mạnh vô địch chẳng những không sợ hãi, ngược lại sắc mắt có chút may mắn. Hắn duỗi cánh tay trái ra, mạnh mẽ cắn môi một cái, bịch, cánh tay trái không chút dấu hiệu bay ra ngoài, máu phun xối xả. Cánh tay trái bay ra một khoảng khá xa, bỗng nổ tung giữa không trung mạnh vô địch sắc mặt trắng bệch nhìn bóng lưng của trác tiên sinh nói lưu lại cánh tay phải nắm binh khí còn có thể vì tình nha làm ít việc ừ trác tiên sinh gật đầu nhẹ khoát tay nói đi thôi ta đã đáp ứng nói hộ ngươi ta sẽ không nuốt lời ở trước mặt trấn phủ sứ lời của ta còn có chút tác dụng mạnh vô địch lại dập đầu một cái đứng lên xoay người rời đi những phi ngư bào kia vội vàng đuổi theo ngay cả một giây cũng không dám dừng lại vị trác tiên sinh thoạt nhìn thần bí hơn nửa cường đại này đợi mạnh vô địch đi rồi lặng lẽ lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần áo hắn âm thầm thở vào một tiếng sau đó lẩm bẩm trong lòng may mắn không ai biết mỗi khi mình nói láo sẽ toát mồ hôi ở lòng bàn tay mà chỗ tốt lớn nhất của thân phận chính là dù nói láo cũng không ai dám không tin nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha dù đám đại nội thị vệ đã rời đi hết, nhưng Phương Giải vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Từ sau khi tới thế giới này, bài học đầu tiên mà hắn học được chính là không nên đơn giản tin bất kỳ một người nào. Nhất là một người xa lạ chợt xuất hiện trước mặt. Được đám người mạnh vô địch gọi là Trác tiên sinh, giống như biết Phương Giải đang nghĩ cái gì, cười cười nói. "Nhân chi thường tình, bất kỳ ai cũng rất khó tin tưởng một người mới gặp. Nhất là người này còn đến từ một nơi với những người muốn đuổi giết mình." hắn nói tới tâm cảm của phương giải cho dù phương giải chưa hé một lời thuật độc tâm phương giải nhịn không được hỏi độc tâm trác tiên sinh lập lại sau đó nhịn không được gật đầu cái tên không tồi nhưng trước kia ta luôn gọi năng lực này là khuy cảnh nghe thấy vậy hắn không nhịn được hỏi trác tiên sinh năng lực của tiên sinh là thiên phú hay là tu vi trên đời này không thiếu người có tu vi cao nhưng năng lực bất quá là so sánh về khả năng đánh nhau mà thôi còn người có thiên phú thì khác năng lực càng thiên kỳ bách quái thế giới rất lớn có rất nhiều người nhìn có vẻ bình thường nhưng ẩn giấu bên trong là thiên phú kinh người công năng đặc dị sao ngươi lại nghĩ tới từ đó trác tiên sinh cũng không nghĩ sâu tới bốn chữ kia mà cười cười nói chẳng qua nếu như ta không muốn đọc thì sẽ không đọc được gì nhưng ngươi biết đấy có thể nhìn ra nhân tâm rất dễ gây nghiện. Ta mất tận 10 năm mới có thể khống chế được dục vọng đó. Nếu đổi là ta, chỉ sợ không phải là phạm vào sai lầm bị nhốt trong đại lao, thì cũng là mất mạng. Phương giải cảm khái một câu, lại khiến cho sắc mặt của trác tiên sinh thay đổi. Hắn chậm rãi nhìn về dòng suối kia, ngồi sổng xuống dùng tay bưng nước uống một ngụm, sau đó thở dài. Nếu ở tuổi của người ta đã có giác ngộ đó, thì ta đã không phải đi nhiều vòng quanh co như vậy tử nhất sinh, thực sự ta đã trải qua mấy lần. Nhưng ngồi tù ta hiểu ra được cách khống chế dục vọng, chính là nhờ 10 năm này ngồi ở trong tù. Hắn cười cười nói. Lao ngục rất chắc chắn, cũng rất quạng cu ẻ. Phương giải sững sờ, không biết nên nói cái gì. Đi thôi. Trác tiên sinh đứng lên nói ra. Đã đón được các ngươi, nên tới lúc trở về đế đô. Những năm này ta không hay ra ngoài, Lúc trời khỏi ngục giam lại tham luyến đế đô rộng lớn. Lúc trời khỏi tòa đại thành hùng vĩ kia, suýt nữa thì lạc mất chính mình. Mỗi lần nhìn thấy nơi nào có sơn thanh thủy tú, ta liền nảy ra ý niệm ẩn cư ở đó, không muốn trở lại đế đô nữa. Mười năm luyện ngục, vẫn không thể khiến cho dục vọng thu phát tự nhiên, hổ thẹn. Nếu quả thực có người có thể khiến dục vọng của mình thu phát tự nhiên. Phương giải xoay người nhảy lên xích mã, lắc đầu nói như vậy hắn nhất định là thánh nhân. Lần này tới phiên trác tiên sinh sững sờ, sau đó gật đầu. Xác thực là như vậy. Phương giải vương tay mời ta và tiên sinh cưỡi chung một con ngựa chứ. Trác tiên sinh mỉm cười lắc đầu. Ta có tọa kỵ của mình, chỉ là khác với lương câu của các ngươi. Một ngày nó không đi được xa, hơn nữa còn khó tính. Nếu nó mà không chịu đi, chính ta cũng không có cách nào cho nên tí nữa nếu tốc độ chậm chạp các ngươi đừng sốt ruột phương giải nhịn không được suy đoán là con lừa các tiên sinh nhịn không được cười ha hả ngươi là một người trẻ tuổi có ý tứ ba người các ngươi đều là người có ý tứ một chuyến đi này có thể quen biết ba người các ngươi ta thật không phí công một hồi giống như ảo thuật hắn lấy ra một cây sáo từ trong trường báo đặt ở miệng nhẹ nhàng thổi không bao lâu từ trong rừng rậm vang lên một tiếng kêu to thanh âm rất đặc biệt phương giải chưa nghe ra nó là động vật gì nhưng khẳng định không phải là con lừa khi con vật kia chậm rãi đi ra từ khu rừng ba người phương giải nhịn không được lắp bắp kinh hãi tọa kỵ của vị trác tiên sinh này rõ ràng là một con heo heo rừng là một con heo rừng rất lớn và thô bạo trăng nanh ở mõm của nó dài chừng hai thước sắc bén giống như hoành đao của đại tùy vậy con heo rừng này thoạt nhìn còn lớn hơn con bò một chút. Lúc đi đường từ từ chậm rãi, nhưng mỗi bước đều uy phong lẫm liệt. Nó giống như chúa tể Sơn Lâm đang dò xét lãnh địa của mình vậy. Đến lúc về rồi. Trác tiên sinh nói với con heo rừng. Mà con heo rừng này tự hồ như mặc kệ hắn, ngược lại có chút hứng thú với ba người phương giải. Lúc con heo rừng này xuất hiện, cho dù đã nhìn quen với các giả thú, nhưng tuấn mã của Bắc Liêu cũng sợ tới mức phát trung xích mã mà phương giải đang ngồi còn đỡ hai chân chỉ đạp đạp có vẻ nôn nóng chứ hai con ngựa màu trắng kia đúng là sợ tới mức không dám nhúc nhích hù sợ ba con ngựa con heo rừng kia không có cảm giác thích thú gì hắn phì phì một tiếng từ lỗ mũi giống như đang nói nó không hề có hứng thú với ba con ngựa kia vậy cái đầu ngẩng lên vẻ ngạo mạn hiện ra rất rõ ràng trác tiên sinh cười ngượng ngùng nói vừa nãy ta đã nói rồi tiểu hoa có chút không nghe lời hắn có chút ngốc nghếch trèo lên lưng con heo rừng sau đó tự nhiên nắm lấy lông bờm của heo rừng người cưỡi heo dù cưỡi chính là heo rừng nhưng nhìn kiểu gì đều có chút đặc biệt phương giải đột nhiên nghĩ tới cưỡi heo có phải là thoải mái hơn cưỡi ngựa một chút không tiên sinh gọi nó là gì đại khuyển đề phòng nhìn con heo rừng to lớn kia hỏi trác tiên sinh cười tự hào sau đó chăm chú đáp tiểu hoa tên đầy đủ là Trư Tiểu Hoa. Ngoại trừ con xích mã của Phương Giải là dám đi gần Tiểu Hoa, hai con chiến mã còn lại đều thành thật đi ở phía sau. Mà con heo kia bước nhanh, bọn chúng mới dám bước nhanh. Nếu con heo kia đi chậm rì rì, bất chấp đại khuyển và một tiểu yêu thúc như thế nào, bọn chúng cũng không chịu vượt qua. Phương Giải nhịn không được thầm khen một câu. Trong lòng tự nhủ, con Trư Tiểu Hoa này đúng có khí thế sơn lâm tỏa ra bốn phía. Nó không đi, các động vật khác không dám đi nó đi các động vật khác không dám không đi trác tiên sinh vừa nãy tiên sinh nói bệ hạ cũng biết ta rời khỏi khu rừng đi lên quan đạo phương giải thực sự không nhịn được lòng hiếu kỳ trên thực tế ở trong rừng vị trác tiên sinh này nói rất nhiều nhưng hắn để ý nhất là câu kia bệ hạ cũng biết thiếu niên này đối với phương giải một lòng muốn tìm chỗ dựa ở đế đô mà nói những lời này không thể nghi ngờ là có sự hấp dẫn Đúng vậy, bệ hạ biết về ngươi. Trác tiên sinh nhàn nhạt đáp. Từ đâu biết được? Phương giải chưa từ bỏ ý đồ. Ta cũng không rõ lắm. Chỉ nghe trấn phủ sứ đại nhân nhắc tới vài câu. Bệ hạ tự hồ rất tán thưởng ngươi. Đâu có ai lập được 21 chiến công mới tham gia cuộc thi diễn vũ viện như ngươi. Phải biết rằng lập được 10 quân công là đã có tư cách hướng binh bộ tiến cử rồi. Sau đó tầng tầng lớp lớp tuyển chọn ra người thích hợp nhất. Ngươi lập được 21 chiến công mới báo danh lên binh bộ, căn bản không cần phải tuyển chọn. Liền có thể trực tiếp tới nộp công văn cho binh bộ, liền tham gia cuộc thi ta. Phương giải sững sờ một chút, sau đó mắng một câu, Lý Hiếu Tông là vương bác đảng. Trác tiên sinh hỏi. Lý Hiếu Tông. Nhà tướng biên quân phan cố. Phương giải oán hận gật đầu. Người kia nói với ta rằng, muốn tham gia cuộc thi diễn vũ viện, ít nhất phải tích lũy được 21 quân công. Trác tiên sinh sững sờ một lát, nhịn không được cười ha hả. Ta còn tưởng rằng ngươi cố ý làm vậy, không tham gia sàng lọc mà tích lũy gấp đôi công lao để trực tiếp có cơ hội tham gia cuộc thi. Phương giải cười khổ, lại hỏi: "Bệ hạ còn nói gì về ta không?" "Không có." Nói tới đây, Trác tiên sinh có ý tốt nhắc nhở: "Ngươi đừng tưởng rằng bệ hạ từng đề cập ngươi ở trong ngự thư phòng." người tham gia cuộc thi diễn vũ viện là việc ván đã đóng thuyền đấy mỗi ngày bệ hạ phải xử lý hàng đống chuyện vụn vặt chỉ sợ ngày thứ hai đã quên tên của ngươi rồi có lẽ sau này sẽ không nhắc lại nữa phương giải thở dài nói bệ hạ khổ cực sau đó hắn lại cười hỏi trác tiên sinh tiên sinh cho rằng ta có thể thi đổ diễn vũ viện hay không cần gì chấp nhất phải tiến vào diễn vũ viện trác tiên sinh nói Ngươi xuất thân từ quân ngũ, dù không thi đậu, vẫn phải rút về quân đội làm việc. Ngươi tuổi còn nhỏ đã lập được 21 quân công, lại từng được bệ hạ đề cập qua ở ngự thư phòng, cho dù ngươi thi trượt, lẽ nào còn đường sau này lại khó khăn, không phải tiên sinh nói rằng, không chừng đến ngày hôm sau bệ hạ sẽ quên đó sao? Bệ hạ có thể quên. Trác tiên sinh nhìn phương giải, chân thành nói. Nhưng ngươi thấy, những quan lớn trong triều đinh kia có dám quên hay không? dù bệ hạ chỉ tùy tiện nhắc tới tên ngươi ở ngự thư phòng nhưng quan viên của binh bộ tất sẽ rất coi trọng ngươi bởi vì bọn họ sẽ lo lắng nếu bệ hạ lại đề cập tới tên ngươi mà bọn họ không có hành động gì đương nhiên nếu ngươi không thể khiến cho bệ hạ thỉnh thoảng nhắc tới tên ngươi vậy thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị kẻ khác ghen ghét có lẽ đến chết cũng không biết vì sao mà chết khiến cho bệ hạ thỉnh thoảng nhắc tới tên ngươi những lời này phương giải một mực ghi trong lòng thì võ khoa ngươi không có ưu thế trác tiên sinh bỗng nói một câu phương giải gật đầu hắn biết mình không thể tu hành đối với một nơi chọn tướng lãnh như diễn vũ viện mà nói xác thực là chỗ thiếu hụt trí mạng vậy ngươi nghĩ lại xem ngươi còn bản lĩnh khác không trác tiên sinh duỗi ra mấy ngón tay gập một ngón tay nói võ khoa ngươi không chiếm ưu thế những khoa như binh pháp thiên tượng địa lý nhân tâm toán học ngươi có am hiểu không Phương giải vốn cho rằng với những kiến thức từ kiếp trước của mình, toán học khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng vừa nghĩ tới đại tùy to lớn, kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, hắn liền không còn tự tin nữa. Cho nên hắn cẩn thận suy nghĩ một lát, liền lắc đầu. Trong mắt trác tiên sinh hiện lên tia thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Dù là vẽ tranh, thư pháp cũng được. Trong quân cần phụ tá vẽ bản đồ cho quân đội. Còn cần người quản lý hành trình của đại quân vẽ tranh giỏi, viết chữ đẹp, cũng có cơ hội trở thành phụ tá. Mà phụ tá cũng là một con đường tấn thân tốt. Phương giải cẩn thận nghĩ ngợi, sau đó lại lắc đầu. Vẫn là suy nghĩ trước, đại tùy quá lớn, mà tham gia cuộc thi đều là tinh anh trong tinh anh. Mà hội họa mình chỉ biết cơ bản, chỉ miễn cưỡng nhập môn. Nhưng chữ viết thì coi như là tinh tế, nhưng không tính là đẹp, đều không am hiểu, vậy ngươi muốn vào diễn vũ viện làm gì? mà ngươi dùng tài năng gì để thi diễn vũ viện trác tiên sinh kinh ngạc hỏi vì phương giải không nói hết mà là nhìn trác tiên sinh chăm chú nói hiện tại tiên sinh có thể nhìn thấy tâm tư của ta trác tiên sinh lường hắn một cái nói đó không phải là một việc thoải mái gì cần tập trung tinh thần ngươi cho rằng ta tùy thời tùy lúc có thể đọc được suy nghĩ của ngươi sao phương giải nhận được câu trả lời thuyết phục này liền nhẹ nhàng thở ra sau đó ngồi thẳng lưng trên xích mã nhìn về phía trác tiên sinh thần sắc nghiêm túc mà chăm chú nói ta muốn thi vào diễn vũ viện là vì tăng năng lực của mình như vậy cũng có thể phục vụ bệ hạ tốt hơn phục vụ đại tùy tốt hơn thân là quân nhân tự nhiên muốn thời thời khắc khắc ghi nhớ chức trách của mình trác tiên sinh ngẩng người sau đó thở dài nói ngươi quá xem thường ta phương giải không hiểu hỏi không có a à, ta rất tôn kính tiên sinh trác tiên sinh khinh bỉ nhìn xem phương giải nói lẽ nào ngươi cho rằng ta không sử dụng năng lực liền nghe không ra lời nói giả dối của ngươi sao hắn nhìn chằm chằm vào phương giải một lúc thở dài nói nhưng tiếc rằng diễn vũ viện không phải là thanh lâu nên không thu tiểu công tử cái kiểu mi thanh mục tú của ngươi cũng không tồi danh môn công hầu không ít người thích tiểu công tử còn hơn là tiểu nương tử phương giải không nói chuyện trác tiên sinh lại cả giận nói không cho phép chửi người khác. Hành trình hơn 10 ngày kế tiếp rất yên bình. Ngày đầu tiên vị trác tiên sinh kia và phương giải còn trò chuyện nhiều. Nhưng về sau thì hắn chỉ để ý ngắm phong cảnh. Phương giải hỏi hắn câu nào thì hắn đáp câu đây, hơn nữa thường là râu ông nọ cắm cầm bà kia, trả lời qua loa. Hành trình về sau này, thay đổi lớn nhất chính là ba con tuấn mã Bắc Liêu dần dần bớt đi sự kiên kỵ với trư tiểu hoa. Ít nhất bọn chúng đã dám đi song song với nó không thể không nói, con trư tiểu hoa này xác thực là một con heo có cá tính. Lúc đi được nửa quận Hà Đông, ngang qua một thôn nhỏ, một con heo nái mắt to hai mí đã thu hút sự chú ý của nó. Bởi vậy sắc tâm của trư tiểu hoa liền nổi lên, nói cái gì cũng không chịu đi. Nó không ngừng đi qua đi lại, trác tiên sinh bó tay đành phải bò xuống ngồi sổng nhìn kiến leo cây. Trư tiểu hoa lập tức như ngựa hoang thoát khỏi lòng sông vào cái chuồng heo kia, dằn co tới tận nửa canh giờ. Nó chỉ quay về sau khi cảm thấy mỹ mãn, khiến đám người phương giải chỉ biết cười khổ. Nhưng con trư tiểu hoa thoạt nhìn to lớn khí phách này, sau khi trở về hai chân có vẻ mềm nhũng, lập tức nằm dưới bóng cây ngủ phì phò. Trác tiên sinh gọi mấy lần, nó vẫn không chịu dậy. Phương giải nhịn không được cười nói. Con heo này đặt tên là trư tiểu hoa thật không có sai. Khắp nơi lưu tình. Còn nghìn dặm xa xôi nữa mới tới đế đô cũng không biết sẽ gặp được bao nhiêu con heo nái nó cứ phong lưu như vậy chẳng phải là con cháu đầy đàn trác tiên sinh chăm chú giải thích thực ra ánh mắt của nó rất cao ngươi cũng biết đấy heo nhà dù sao cũng đẹp hơn heo rừng một chút chẳng phải sao phương giải có thể nói không phải trừ tiểu hoa không chịu thức dậy bọn họ cũng chỉ có thể ngồi một bên nghỉ ngơi gia chủ nhà nông kia thấy một con heo rừng to lớn nằm trước cửa nhà suýt nữa ngất đi vì sợ Trác tiên sinh, vị đại nhân vật có địa vị cực cao trong tình nha đại tùy này, ăn nói khép nép nửa ngày, cộng thêm 20 lạng bạc đền bù, nhà nông kia mới hồi phục tinh thần, không truy cứu việc trư tiểu hoa tự tiện xông vào dân trạch, phi lễ heo nái đàng hoàng. Trác tiên sinh liên tục nói lời cảm ơn. Trong lúc rảnh rỗi, Phương giải tới gần Trác tiên sinh, thấp giọng hỏi Trác tiên sinh, liệu ta có thể hỏi tiên sinh một vấn đề không? Hỏi đi. Trác tiên sinh rõ ràng không có hứng thú vì đau lòng bạc trừng mắt nhìn con trư tiểu hoa kia sinh lòng hờn dỗi tu hành rốt cuộc là cái gì phương giải từng đưa ra vấn đề này với đại khuyển một tiểu yêu lão già què và rất nhiều người nhưng bởi vì hắn không thể tu hành cho nên không cách nào lý giải sự huyền diệu của tu hành cho tới tận bây giờ hắn khắc sâu nhất chính là một tiểu yêu nói tu hành sẽ rất đau mỗi một lần tu vi tăng lên thân thể đều chịu qua một lần thử thách trác tiên sinh nhìn phương giải hỏi vì sao ngươi hiếu kỳ với tu hành như vậy hắn đặt tay lên cổ tay của phương giải sau một lát buông lỏng nói lẽ nào không ai nói với ngươi rằng thể chất của ngươi căn bản không thể tu hành hơn nữa phần lớn người trong thiên hạ có tư chất bình thường người có thể tu hành trăm người không có một mà trong số những người có thể tu hành cả đời vất vả tu luyện cũng chỉ có hai ba phần vượt qua tam phẩm mà thể chất của ngươi xác thực rất kỳ lạ 128 huyệt khiếu chỉ thông một khiếu đúng không phương giải không thèm để ý tới việc này dù sao hắn đã thành thói quen không đúng là thông hai khiếu trác tiên sinh chăm chú nói ngươi thấy vị nông phu mà ta vừa bồi thường tiền kia không dựa theo đạo lý mà nói thể chất của hắn còn hơn cả ngươi dân chúng bình thường ít nhất cũng phải thông ba tới năm khiếu. 128 huyệt khiếu, chỉ thông hai khiếu, đây là lần đầu tiên ta thấy một người như ngươi. Hai khiếu. Phương Giải kẻ giật mình, trong lòng như phiên gian đảo hải. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, trong lòng phức tạp khó có thể hình dung. Hắn cũng không biết mình nên cao hứng hay là tiếp tục tự ti nữa. Trước khi rời khỏi Phan Cố, hắn không thông khiếu nào về sau cũng không biết nam tử mặc áo xanh kia sử dụng phương pháp gì giúp mình thông một khiếu trong hai tháng này lại lặng yên không một tiếng động thông một khiếu nhưng chính phương giải cũng biết thông một khiếu với thông hai khiếu không có gì khác nhau hắn không có tính toán kể chuyện lúc trước mình chỉ thông một khiếu cho trác tiên sinh nghĩ ngợi hỏi ta muốn biết cường giả cửu phẩm mạnh như thế nào trác tiên sinh trầm ngâm một lúc nói Ngươi có biết vì sao núi Thanh Nhạc trở thành nơi nổi tiếng của thiên hạ không? Vì sao nhất khí quan trở thành đạo tông chính thống của thiên hạ không? Bởi vì trong nhất khí quan có tiêu chân nhân. Phương giải đáp. Trác tiên sinh lắc đầu nói. Có một việc rất ít người biết, chính là núi Thanh Nhạc nổi danh trước, rồi mới tới nhất khí quan. Sở dĩ nhất khí quan lựa chọn xây dựng ở núi Thanh Nhạc, sở dĩ hoàng đế bệ hạ phong tiêu chân nhân là quốc sư, trong chuyện này có rất nhiều bí mật, ta cũng không thể biết hết được. Nhưng có một chuyện có thể xác định chính là tiêu chân nhân có một vị sư đệ. Nghe nói kinh tài tuyệt diễm, lúc trẻ đã đạt tới cảnh giới cửu phẩm. Có một lần hắn và tiêu chân nhân vân du tới núi Thanh Nhạc, nhìn thấy trên một vách đá của núi Thanh Nhạc có một tảng đá lớn nhẵn nhụi giống như một tấm gương do thiên nhiên hình thành. Tảng đá cao chừng ba, bốn trượng, dựng đứng ở vách đá. Dưới tảng đá lớn là thâm nguyên vạn trượng sư đệ của tiêu chân nhân chỉ vào tảng đá kia nói cảnh sắc bao la hùng vĩ như vậy sao có thể thiếu lưu bút bởi vậy hắn nhảy lên vách đá dùng tay trái làm bút viết lên bảy chữ cực kỳ có khí thế trên tảng đá chữ như rồng rắn khắc vào đá chừng ba phân lúc đương kim bệ hạ biết được việc này liền hạ chỉ xây nhất khí quan ở núi thanh nhạc phong nhất khí quan làm đạo tông chính thống của thiên hạ tiêu chân nhân thì trở thành người đứng đầu của đạo tông đứng đầu của giang hồ bảy chữ gì? Đạo Tông sẽ hưng thịnh ở đây. Dùng tay làm bút, viết lên bảy chữ to lên tảng đá lớn, dưới chân là hố sâu thăm thẳm, trong đầu phương giải nhịn không được ảo tưởng tới cảnh lúc đó. Tu hành tới cửu phẩm, binh khí mạnh nhất thiên hạ không có gì ngoài bản thân mình. Trác tiên sinh duỗi một ngón tay vung vẩy trên không trung. Dùng ngón tay làm đao, cũng có thể xuyên kim, đoạn ngọc. Rốt cuộc vì sao lại thay đổi, Phương Giải vừa cưỡi ngựa vừa nghĩ tới vấn đề này. 15 năm qua, khí hải của hắn căn bản là không thông. Hay nói cách khác, hắn căn bản không có khí hải. 128 huyệt khiếu chỉ là bài trí. Nếu dựa theo lẽ thường, cho dù hắn không chết, cũng là nằm trên giường không thể động đậy được, sống cuộc sống thực vật. Trời phan cố thông một khiếu, đi hai tháng mở hai khiếu. Liệu sau này có thông hết không? Nếu có thể, vậy mình phải đợi tới bao giờ mới thông 36 huyệt? Chỉ khi thông 36 huyệt mới có thể cảm nhận được khí tức tinh khiết của thiên địa. Sau đó thì chuyển hóa loại khí tức đó thành kinh khí ẩn trong khí hải. Rồi lại dung nhập kinh khí vào tứ chi bách hải, do đó khiến cho thân thể trở nên mạnh mẽ. Đây là tu hành. Nhưng nếu như cứ hai tháng mới thông một khiếu, thì cần 6 năm mới thông 36 khiếu. Mặc dù là 6 năm sau thông 36 khiếu, thì cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tu hành mà thôi. Tu hành tới cửu phẩm, thậm chí có thể có năng lực phá núi, đoạn sông. Cho nên hắn khát vọng tu hành, khát vọng trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng thế, một người không có thực lực sẽ bị loại bỏ hoặc trở thành bia ngắm của xã hội. Sở dĩ có câu người ở trên người, cũng vì những người có thực lực kia luôn dẫm lên đầu những người bình thường. Trác tiên sinh cưỡi trên lưng trư tiểu hoa, nhìn phương giải trầm tư, khẽ lắc đầu, trong lòng nói một tiếng đáng tiếc. thân thể của người thiếu niên này quá quái dị. rõ ràng thể chất của hắn là nhiều bệnh nhiều tai, nhưng hắn vẫn sinh long hoặc hổ, còn cường tráng hơn cả người thường. hơn nữa nghe đại khuyển nói qua, lúc nửa đường phương giải đã giết một cao thủ có tu vi tứ phẩm. nếu việc này mà truyền tới giang hồ, lập tức sẽ tạo nên sóng to gió lớn. người không thể tu hành giết một cường giả tứ phẩm. Điều này thật giống như một đứa trẻ con 3 tuổi đánh vỡ sọ một nam tử trưởng thành vậy. Chờ tới đế đô, ta sẽ giúp ngươi một tay. Nếu diễn vũ viện không thu ngươi, ta sẽ cố hết sức đưa ngươi tới thành ung châu. Trác tiên sinh cười nói. Có thể giúp ngươi, cũng chỉ như vậy. Phương giải sững sờ, lập tức ôm quyền, thi lễ thật sâu. Đại ân không có lời nào cảm tạ hết trong thành ung châu thuộc ung quận ở nam cương đại tùy có một đại tướng quân la diệu cũng không thể tu hành chỉ thuần túy luyện thể lại đạt tới cảnh giới cửu phẩm hắn là người duy nhất của đại tùy có lẽ là toàn bộ thiên hạ có thể dùng thân thể phàm nhân đạt tới cảnh giới như vậy hơn nữa có lời đồn rằng thực lực của la diệu thậm chí đã vượt xa cửu phẩm thực lực trên cửu phẩm không có tên gọi nhưng không ai phủ nhận rằng có lẽ thực sự tồn tại cao thủ như vậy đối với thể chất quá dị của Phương Giải, Trác Bố Y chỉ có thể suy đoán rằng có lẽ hắn và La Diệu là cùng một loại người. Dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Tuy nhiên, nếu muốn kiến công lập nghiệp, tốt nhất vẫn là quay lại biên giới Tây Bắc. Dùng phản ứng và đầu óc của ngươi, không lo không đạt tới chức vị cao. Hắn nhìn Phương Giải, nói. Phương Giải cười cười. Đại Tùy rộng lớn, không thiếu người trong hàng môn thông minh hơn ta. Nhưng trăm năm qua đại tùy có mấy đệ tử hàng môn trở nên nổi bật sở dĩ la diệu có thành tựu như hiện tại còn không vì hắn từng là một nô tài cầm ô cho hoàng đế sao nếu không có cơ duyên đó không thể nói trước hiện tại hắn bất quả chỉ là một tiều phu sống trong núi nghèo khổ qua ngày mà thôi lúc hoàng đế đại tùy tiền nhiệm tới tây bắc tuần tra có một lần cải trang vi hành gặp phải một con trâu điên con trâu này không biết vì sao mà kinh hãi lao như điên trên đường cái khiến không ít người đi đường bị thương hoàng đế vừa muốn hạ lệnh cho thủ hạ thị vệ giết con trâu hộ người dân thì thấy một tiều phu trẻ tuổi tiện tay ném củi khô sau lưng xuống đất rồi lao nhanh tới chính diện ngăn đón con trâu điên hai tay nắm vào sừng trâu chỉ dùng lực của hai cánh tay quật đổ con trâu điên lại một quyền đập đầu con trâu điên lún xuống đất về sau vị thiếu niên này trở thành người cầm ô cho hoàng đế hắn ngủ đông mấy năm cuối cùng đạt được công lao lớn là bình định quận tiều ngư ở đông bắc được hoàng đế đặc biệt phong làm ngũ phẩm biệt tướng. Từ đó công lao liên tiếp tới tay, bách chiến bách thắng. Thiếu niên này, chính là La Diệu. Một quyền đập chết trâu điên, La Diệu chỉ mới 15 tuổi. Không thể nghi ngờ rằng hiện tại phương giải không có thực lực đó. Hắn có vô số biện pháp giết con trâu điên kia, nhưng không thể dùng lực liều mạng với nó được. Cho nên La Diệu chính là La Diệu, độc nhất vô nhị La Diệu. Đế Đô Cung Thái Cực Binh bộ thượng thư ngu đông lai bước nhanh tới đông noãn cát, nội thị thái giám tô bất úy đã đợi sẵn ngoài cửa, vội vàng hành lễ nói bệ hạ đang chờ đại nhân. Bệ hạ đã phân phó, sau khi đại nhân tới liền trực tiếp đi vào. Nô tỳ một mực ở đây, chỉ chờ đại nhân tới. Nói xong, hắn lại hạ giọng nói. Hôm nay tâm trạng của bệ hạ không tốt lắm, đại nhân cẩn thận một chút. Ngu Đông Lai thấp giọng nói cảm ơn, sau đó sửa sang lại quan phục trên người, nhanh vào đông noãn các. Hắn cúi đầu đi vào, nên không biết trong phòng có người hay không. Lúc vào cửa, hắn lặng lẽ nhìn lên, thấy phía trên có hai người ngồi, cho nên trong lòng yên tâm hơn không ít. Nếu Bệ hạ tức giận chỉ triệu một mình mình thì mới là phiền toái lớn. Thần ngu Đông Lai khấu kiến bệ hạ, hắn quỳ xuống hành lễ. Đợi thêm một lúc, nhưng không thấy hoàng đế lên tiếng, trong lòng ngu Đông Lai căng thẳng nhanh chóng nhớ lại mấy ngày hôm nay mình có làm sai chuyện gì không còn chưa đợi hắn nhớ ra một quyển tấu chương từ thư án bên kia ném tới cạch một tiếng rơi ở trước mặt hắn dọa sợ hắn bản thân xem đi ngữ khí của hoàng đế lộ ra sự thất vọng và phẫn nộ dù đã áp chế nhưng cũng đủ làm cho lòng người kinh hãi ngu đông lai cẩn thận nhặt tấu chương lên mở ra xem vừa nhìn liền biến sắc hắn ngẩng đầu nhìn hoàng đế trong nháy mắt sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn liếc nhìn hoàng đế một cái, lập tức gục đầu xuống nền đá xanh lạnh lẽo. Cái đầu gục xuống quá thấp, cho nên cái mông nhếch lên khá cao, tư thế thoạt nhìn có chút buồn cười. Thần không ra, thỉnh bệ hạ trách phạt. Trách phạt. Hoàng đế lạnh lùng nói. Nếu trẫm lấy lục tương quan trên đầu ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Trẫm giao binh bộ cho ngươi, không ngờ ngươi lại kết phường với cấp dưới dấu giếm trẫm trẫm đặt kỳ vọng rất nhiều vào lý hiếu tông nhưng hắn lại làm cho trẫm rất thất vọng ngu đông lai sợ tới mức toàn thân run rẩy cúi rạp xuống không dám lên tiếng hắn nhịn không được thở dài trong lòng việc ở phan cố thực sự là phiền toái dương dịch có lẽ là vị đế vương có tính cách ôn hòa nhất từ khi đại tùy lập quốc tới nay nhưng điều này không có nghĩa là hắn nhu nhược trên thực tế đại tùy lập quốc trăm năm chưa từng xuất hiện một vị hoàng đế nào nhu nhược có lẽ điều này liên quan tới việc đại tùy không có truyền thống nhường ngôi cho con trai trưởng hoàng đế luôn chọn người giỏi nhất trong số con trai của mình để kế thừa ngôi vị dù quá trình lựa chọn có chút tàn nhẫn có lẽ đây là nguyên nhân căn bản mà đại tùy trải qua trăm năm vẫn vững chắc không thể phủ nhận rằng quan địa phương cũng tốt triều đình đế đô cũng thế đều tồn tại việc tham ô nhận hối lộ hoặc là vi phạm kỷ cương nhưng ít nhất thực lực của đại tùy hùng hậu khiến cho người ta cũng phải sợ hãi nhất là vũ lực điều mà các đời hoàng đế đại tùy kiêu ngạo nhất chính là quân đội đại tùy chưa từng bại một lần có lẽ các đời hoàng đế đại tùy đều không quên vết xe đổ của các triều đại trước cho nên luôn bảo trì sự coi trọng với quân nhân phải biết rằng tiền triều trước khi bị hoàng đế đại tùy dương kiên tiêu diệt đã từng được xưng là đệ nhất đại quốc của trung nguyên quốc gia kia cũng dùng võ lập quốc Trải qua trăm năm thái bình, các đời hoàng đế về sau dần quên mất đạo lý rằng, dao trong tay nên thường xuyên mài dũa. Bọn họ đã quen với việc dùng cán bút trong tay viết ra lời hay ý đẹp, lại quên mất bàn tay này vốn nên cầm con dao găm sắc bén mà lạnh lẽo. Vì phòng ngừa quân nhân làm loạn, hoàng đế tiền triều chỉ trọng dụng quan văn. Kết quả là khi đối mặt với phản quân của Dương Kiên, lại tìm không ra một tướng quân có thể lãnh binh tác chiến. Đại quân được xưng là trăm vạn của tiền triều bị mấy nghìn phản quân lúc đầu của Dương Kiên nghiền nát, nhanh chóng sụp đổ. Đội quân hổ lan trong tay của Dương Kiên đối mặt với quân đội của Tiền Triều, đánh trận nào thắng trận đó, cực kỳ dễ dàng thoải mái. Trên tường của ngự thư phòng ở cung thái cực treo một bức tranh chữ. Là hoàng đế khai quốc của Đại Tùy, Dương Kiên lưu lại. Nhanh như gió, tĩnh như rừng, nhiệt huyết như lửa, vững như núi, biến ảo như âm thanh, động như sấm sét đây là một đoạn văn mà khi Dương Kiên xuất quân phá tan đội quân cuối cùng của tiền triều lưu lại. Mãi cho tới tận bây giờ, chữ ghi trên giấy kia vẫn đỏ thẫm bắt mắt như vậy. Nếu cẩn thận suy nghĩ, đây là một đoạn văn miêu tả cách dụng binh. Nhưng con cháu của Dương Kiên lại cho rằng, đây là lời dặn của thái tổ hoàng đế nhắn với hậu nhân của mình, làm sao để làm một vị hoàng đế tốt. Dương Dịch đứng trước bức tranh chữ, nhìn binh bộ thượng thư ngu đông lai cúi rạp xuống đất không dám ngẩng đầu lên, hừ lạnh Nói, nếu không phải người của tình nha điều tra cẩn thận, thì chuyện này đã bị tấu chương của binh bộ che lấp rồi. Điều mà Trẩm thất vọng nhất, không phải vì Lý Hiếu Tông, mà là vì trong triều đình lại có nhiều người sẵn sàng nói dối giúp hắn, sẵn sàng bịt mắt Trẩm giúp hắn như vậy. Ngu Đông Lai cảm thấy mình có chút bỉ khuất, bởi vì hắn thực sự không thu quà của Lý Hiếu Tông. Nếu không vì hữu kiêu vệ đại tướng quân Lý Viễn Sơn đưa sổ con tới, thì hắn thậm chí đã quên ở phan cố có một nha tướng xuất thân từ con thứ của lý gia rồi nhưng việc ở phan cố hắn xác thực là biết hắn không thu bạc không có nghĩa là hữu kiêu vệ đại tướng quân lý viễn sơn không gửi bạc tới lúc trước có hai phần quà đưa tới binh bộ một phần là đưa cho hắn một phần là đưa cho binh bộ thị lan hậu quân tứ mà việc phan cố đại thắng là do hậu quân tứ xử lý cho nên hắn không biết tự biện như thế nào dù hắn có chút oan uổng nhưng thực sự là thất trách thấy Ngu đông lai không nói lời nào sắc mặt của hoàng đế ngược lại trở nên hòa hoãn hầu văn cực người tới nói cho với binh bộ thượng thư đại nhân của chúng ta phan cố bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không thể trẫm nói nửa ngày hắn còn không biết sai ở chỗ nào tình nha trấn phủ sứ hầu văn cực cuối người nói thần tuân chỉ hắn tới gần ngu đông lai thấp giọng nói mùng 2 tháng 11 năm thiên hữu, tặc binh mông nguyên nhập quan. Nhà tướng Lý Hiếu Tông phòng thủ Phan Cố thất bại, khiến thành Phan Cố bị phá. 800 biên quân và 2.000 dân chúng trong thành đều bị tặc binh mông nguyên tàn sát hầu như không còn. Lý Hiếu Tông sợ tội bỏ trốn, trốn tới hữu kiêu vệ tìm kiếm che chở. Hữu kiêu vệ đại tướng quân Lý Viễn Sơn nghe thấy vậy liền xuất quân tới biên quan. Một đêm chém giết đoạt lại được thành Phan Cố, giết tặc binh mấy nghìn nhưng vì bao che cho tội của lý hiếu tông trong tấu chương mà lý viễn sơn gửi tới cho triều đình đã che giấu việc dân chúng và biên quân trong thành chết trận a à, nghe thấy vậy ngu đông lai rất kinh ngạc không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô câu chuyện mà hầu văn cực vừa nói sao khác hoàn toàn với chân tướng ở thành phan cố bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn biết rất rõ ràng cho nên lúc nhìn thấy trên tấu chương viết rằng binh bộ biết mà bao che liền sợ tới mức không dám xem tiếp nhưng vì sao lời hầu văn cực nói mình lại không biết chút nào cho nên hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn hầu văn cực muốn tìm được gợi ý gì từ khuôn mặt của hắn nhưng ngữ khí của hầu văn cực vẫn lạnh lùng bình thản tiếp tục nói không thành phan cố bị phá đúng lúc đội không sai tuần tra do triều đình phái tới bị tặc binh bao vây chém giết nửa đêm nhưng do quân địch quá đông đảo nên toàn bộ đều hy sinh vì nước sau cuộc chiến hữu kiêu vệ đại tướng quân lý viễn sơn do yêu quý tài năng của lý hiếu tông nên đã thu mua quan viên của binh bộ và thiên hộ tình nha cao thiên bảo người phụ trách điều tra việc này biến việc thất bại của lý hiếu tông trở thành đại thắng trong chuyện này có mấy chữ mấu chốt lý viễn sơn do yêu quý tài năng của lý hiếu tông nên mới bao che chứ không phải vì lý hiếu tông cũng xuất thân từ lý gia lũng hữu nghe qua có vẻ bình thường nhưng đều cất giấu một vài tin tức sâu xa Hầu Văn cực mặt không biểu tình nhìn Ngu Đông Lai, nói Đây là những việc đã xảy ra, Ngu Đại Nhân đã nghe rõ chưa, Ngu Đông Lai không phải là kẻ vô năng, cũng không phải là người ngu, nếu không làm sao có thể làm tới binh bộ thượng thư. Những năm quan trường chìm nổi này, hắn đã sớm hiểu thấu triều đình. Nghe câu kia của Hầu Văn Cực, hắn liền biết mình nên làm như thế nào. Tội thần biết tội rồi. Hắn lại cúi đầu nói với Hoàng đế. Tội thần tham công, biết việc này có kỳ quặc mà không trả rõ là thất trách không làm tròn nhiệm vụ của mình mong bệ hạ trách phạt thần không dám giảo biện trẫm hỏi ngươi thần nhận tội nhưng thực sự là thần không thu một đồng nào mưu đông lai cúi đầu ngữ khí khẩn thiết nói thần không biện hộ tội thất trách của mình nhưng thần thực không dám thu hối lộ làm những việc bại hoại kỷ cương việc của lý hiếu tông ở phan cố thần không thể thấy ẩn tình trong đó thẹn với sự tín nhiệm của bệ hạ đối với thần. Nhưng dù nhà thần không tính là cự phú, nhưng không thiếu bạc thần quả quyết sẽ không vì tài vật mà dám lừa gạt bệ hạ. Dương Dịch uống một ngụm trà, gật đầu nói. Mấy lời này còn thật chút ngu gia của ngươi xác thực là không thiếu số tiền kia. Cho dù kém ngu nhất đạo, nhưng ngu gia cũng không kém nhiều lắm. Vậy trẫm hỏi ngươi, trong nha môn của binh bộ, rốt cuộc có bao nhiêu người thu chỗ tốt của Lý Viễn Sơn, ngươi có biết không? thần thực không biết rõ tình hình hai tháng này thần luôn bận rộn âm thầm triệu tập lương thảo và dân dũng các việc khác của binh bộ đều do thị lan hậu quân tứ trông coi hoàng đế ừ một tiếng quay đầu nhìn hầu văn cực trẫm không thể tưởng được trong tình nha lại có người dám phản bội trẫm hắn dùng chính là hai từ phản bội hầu văn cực hất áo bào quỳ xuống hai tay gỡ lương quan trên đầu sau đó cúi rạp xuống đất thần đã khiến chủ tử thất vọng thần không có tư cách tiếp tục quản lý tình nha. Động một chút lại gỡ mũ quan xuống, ngươi không sợ là trẫm cho rằng ngươi đang uy hiếp trẫm. Hoàng đế lạnh giọng hỏi. Hầu văn cực ngẩng đầu nói. Thần không dám, thần ấy nấy. Hắn nói chuyện rất đơn giản, không có một câu nào giải thích cho mình. Hoàng đế hừ một tiếng, nói. Nếu cấp dưới phạm một sai lần, trẫm liền lấy mũ quan của hắn xuống, thì tất cả thượng thư Thị lang của các bộ đã không ngồi an ổn như vậy rồi. Thủ hạ phạm sai lầm, ngươi khó tránh khỏi tội thất trách. Nhưng cái chức trấn phủ sứ của Tình nha rất khó có người làm được tốt, vẫn cần ngươi tiếp tục làm. Phạt bổng lộc 3 năm, hàng một bậc. Lúc về viết một phần kiểm điểm. Thần tạ ơn bệ hạ. Hầu văn cực dập đầu nói. Tên thiên hộ kia hắn thích bạc như vậy thì liền chung sống hắn ở trước cửa kho của hộ bộ khiến cho hắn ngày nào cũng được nhìn thấy một đống bạc nhưng lại không lấy được một đồng nào. Gia quyến nam đầy tới biên cương làm nô, nữ quyến đưa tới chức phường tư làm nô. Mỗi tháng phát một đồng tiền công. tới lúc nào các nàng tích đủ số bạc mà bọn họ đã thu thì mới có thể trừ đi nô tịch. mấy người ở đây đều rùng mình một cái. chung ở trước cửa kho là muốn tên thiên hộ kia hàng ngày đều bị người dẫm đạp dưới chân. mà một tháng phát một đồng tiền công cả đời sau có thể tích lũy được nhiều bạc như vậy đừng nói là thế hệ này cho dù đời đời thế thế chỉ sợ cũng khó mà thoát tội hoàng đế ngửa người dựa vào ghế đá xoa lông mày có chút nhăn tiếp tục nói hữu kiêu vệ đại tướng quân lý viễn sơn vi phạm kỷ cương khi quân võng thượng tội trạng không thể tha thứ nhưng niệm tình hắn lập được nhiều chiến công liền xử lý nhẹ bớt giáng chức xuống còn ngũ phẩm biệt tương lưu lại trong quân đội đợi dùng thực ấp giảm 300 căn hộ, phạt bổng lộc 3 năm. Phan Cố Nha tướng Lý Hiếu Tông, mặc dù lực chiến không lùi, nhưng lại bỏ thành mà chạy, còn cố gắng giấu giếm thất bại của mình, đút lót quan viên của binh bộ địch đông ta ít, trẫm không trách việc hắn thua trận. Lẽ nào trẫm có thể trách cứ một vị tướng lãnh đã chiến đấu đến cùng sao? Lúc bắt giữ Lý Hiếu Tông, các ngươi thay trẫm hỏi hắn, có. Dũng khí đối mặt với địch nhân đông hơn mình gấp 20 lần, sao không có dũng khí đối mặt với trẫm? Lúc Lý Hiếu Tông ở diễn vũ viện, trẫm từng để ý tới hắn. Hoàng đế mở cuốn trữ tài lục dày cộng kia, mở tới một trang, dùng bút đỏ gạch đi tên của Lý Hiếu Tông. Đáng tiếc trẫm mất đi một vị tướng quân rất có tiền đồ. Giao cho hình bộ và đại lý tự thẩm vấn, nên định tội gì thì định tội ấy. Hoàng đế buông bút xuống, nhàn nhạt nói một câu, sau đó hướng ngu đông lai, nói quay về ngươi điều tra xem, rốt cuộc có bao nhiêu người trong binh bộ thu bạc của Lý Viễn Sơn người của binh bộ đã dám thu bạc của Lý Viễn Sơn, chẳng lẽ trước kia chưa từng thu của ai khác? Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên, trẫm cũng không phải là người độ lượng tới mức bỏ qua chuyện cũ. Tra xong thì gửi danh sách lên đây. Có ít người ngồi ở vị trí quá lâu, nên quên mất sự kính sợ trong lòng đã như vậy, trẫm không cần phải giấu đi giao mổ làm gì. Thần Tuân Chỉ Ngu Đông Lai vội vàng đáp Đợi đã, trẫm chưa nói hết Hoàng đế lại nhìn xuống cuốn trữ tài lục, vừa nhìn những cái tên mình viết, vừa nói. Ngu Đông Lai, cách chức binh bộ thượng thư, xuống còn binh bộ Thị Lan, quản lý mọi việc của binh bộ. Sau khi trở về đóng cửa một ngày, Trẩm muốn nhìn xem ngươi có thể tỉnh ngộ ra cái gì không? Mặt khác phạt bổng lộc 3 năm. Quan viên nào của binh bộ thu hối lộ của Lý Viễn Sơn đều phải điều tra ra, rồi gửi danh sách tới cho Trẩm. Trẩm muốn Lý Viễn Sơn lại chi ra số tiền hắn đã đút lót cộng thêm tiền đút lót cho đám quan viên, còn bổng lộc bị phạt của các ngươi, gộp lại đưa tới phan cố. Trẫm muốn xây một tòa nghĩa trang cho các binh lính biên quân và dân chúng chết trận kia. Số tiền còn lại thì đều đưa tới cho người thân của các biên quân. Bọn họ đều là binh sĩ trung thành và dũng cảm nhất của Đại Tùy. Bọn họ dùng mạng của mình để chứng tỏ sự trung thành và tình cảm dành cho Đại Tùy với Trẫm. Nói đi nói lại, Trẫm cảm thấy xấu hổ với bọn họ, trong lòng trẫm cũng rất tự trách lúc hầu văn cực báo cáo chuyện này cho trẫm trẫm đã kiểm tra tiền công mỗi tháng của binh lính biên quân thật thấp khiến cho người ta đau lòng lúc bọn họ còn sống chỉ vì chút tiền đó mà bọn họ sẵn sàng ra sức vì nước sau khi chết sao có thể không chôn cất tử tế cho bọn họ mặt khác ngu đông lai sau khi trở lại binh bộ ngươi phải thống kê lại số lượng biên quân đại tùy trẫm muốn là một con số thực Khai Giang khẳng định là có, nhưng đừng để cho Trẫm biết. Sau khi thống kê xong, thì Trẫm sẽ thương nghị với hộ bộ xem có thể tăng tiền công của binh lính biên quân lên gấp đôi không. Bọn họ vì nước mà bảo vệ biên cương, Trẫm không thể để cho bọn họ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nói thật ra, thì đó chính là tiền bán mạng của biên quân. Nói tới đây, Hoàng đế ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu Trẫm biết có ai dám tham ô khoản tiền đó, thì Trẫm liền giết cửu tộc của hắn. Nếu như số người sống còn chưa gom đủ cửu tộc, thì trẫm liền bới phần một tổ tiên của hắn. Lúc đi ra từ ngự thư phòng, hai chân của ngu đông lai như trở nên mềm nhũng. Nhớ lại những lời bệ hạ nói, trong lòng hắn lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Nếu trẫm biết có ai dám tham ô khoản tiền đó, thì trẫm liền giết cửu tộc của hắn. Nếu như số người sống còn chưa gom đủ cửu tộc, thì trẫm liền bới phần một tổ tiên của hắn. Làm quan nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy hoàng đế bệ hạ tức giận như ngày hôm nay. Cũng không biết bệ hạ tức giận vì các thần tử hợp tác với nhau lừa mình. Hay là vì 800 biên quân và 2.000 dân chúng chết ủng mạng ở Phan Cố. Cho nên càng nghĩ, ngu đông lai càng sợ hãi. Lời nói dối của hầu văn cực đã tránh nặng tìm nhẹ. Nhưng bệ hạ vẫn tức giận tới mức ấy. Nếu bệ hạ biết 800 biên quân kia thực ra là bị hữu kiêu vệ tàn sát, ai biết sẽ dẫn tới lôi đình chi nộ như thế nào. Đúng vậy, hoàng đế Dương Dịch xác thực là một vị hoàng đế có tính cách ôn hòa, cũng rất ít khi trách cứ thần tử. Nhưng chính vì vậy mà có ít người quên mất thiên uy khó dò. Khi hoàng đế cảm giác được uy tín của mình bị giảm xuống, thì tất sẽ làm một việc khiến cho các thần tử phải lần nữa tôn kính và sợ hãi hắn mà trong quá trình này sẽ có mấy tên không may trở thành quỷ dưới âm ti. Mặc dù bọn họ không phạm vào lỗi gì trí mạng, ít nhất là bọn họ cho là như vậy. Nhưng lúc bệ hạ muốn giết người, thì tội có như thế nào, thực ra đã không quan trọng. Quan trọng là, bệ hạ thấy nên là lúc giết người, tuyệt sẽ không nương tay. Quan viên trong triều đình an ổn quá lâu, đã quên ba năm trước hoàng đế từng hạ chỉ tiêu diệt khâu gia ở Giang Đô với tội mưu nghịch. Đêm hôm đó, trong thành Giang Đô, số người bị giết vượt qua 2.000. Tam đại thế gia của Giang Đô cơ hồ bị sang thành bình địa trong nháy mắt. Bởi vì ba thế gia này, lúc đầu đều là những người ủng hộ tam hoàng tử kế thừa ngôi vị. Bọn họ dùng hết sức để tạo thế cho tam hoàng tử. Mà lúc ấy Dương Dịch là con trai thứ bảy của tiên đế, là người có tầm ảnh hưởng thấp nhất. Hoặc nhìn như là người không có khả năng ngồi trên cái ghế chí tôn kia nhất. Hoàng đế muốn giết người, có khi rất sốt ruột, có khi rất chậm rãi. Hắn nghe truyện trên TV Audio CV đợi 3 năm mới động thủ với ba thế gia của Giang Đô. Hơn nữa vừa động liền như sét đánh. Khi đó tả kiêu vệ của Đại Tùy Phụng Mệnh xuất chinh bình định tạc Mao Phong ở Giang Nam. Trên đường xuất hành, đại quân có dừng lại trong thành Giang Đô để nghỉ ngơi và bổ sung vật tư. Vào buổi tối, các thế gia đại hộ trong thành Giang Đô còn mở tiệc chiêu đại tả kiêu vệ đại tướng quân Dương Thuận Thần. Tiệc rượu diễn ra khá vui vẻ đại tướng quân Dương Thuận thần say rượu mà về. Tất cả mọi người đều cho rằng tiệc rượu và chồng ngân phiếu kia đã thu phục được vị đại tướng quân, luận về bối phận là đường huynh của hoàng đế này. Nhưng vào nửa đêm, 5.000 bộ binh trọng giáp của tả kiêu vệ bỗng tràn vào khắp phố lớn nhỏ nhỏ của Giang Đô, phong bế tòa nhà của ba đại thế gia Giang Đô. Hơn nữa căn bản không có quá trình hỏi tội gì. Tinh binh của tả kiêu vệ được trang bị tới tận răng sông vào mấy đại viện thế gia, gặp người liền giết tiếng kêu gào vang lên mãi tới tận trời sáng mới dừng lại nhưng kêu gào cũng vô dụng trong vòng một đêm thành gian đô máu chảy thành sông sáng sớm ngày thứ hai tả kiêu vệ đại tướng quân dương thuận thần tuyên bố tội trạng của ba đại thế gia gian đô trong đó có một tội khiến cho người ta rung động nhất chính là cấu kết phản tặc âm mưu phản nghịch mà người cầm đầu của ba đại thế gia chính là công thần khai quốc của đại tùy cho nên vụ án lớn này được gọi là khâu nghịch án mà cũng chính vào lúc này mọi người bỗng tỉnh ngộ dương dịch có thể leo lên ngôi vị hoàng đế sao có thể là một người thoạt nhìn ôn hòa thậm chí là mềm yếu đối với thần tử mà nói phản bội mãi mãi là điểm mất chốt một khi chạm vào điểm mấu chốt này kết cục coi như đã định mặc kệ tội phản bội là thật hay giả nhưng hoàng đế cần nó tồn tại hoàng đế giết người có khi rất sốt ruột có khi rất chậm rãi giết ba đại thế gia của giang đô không vội, hoàng đế đợi 7 năm. Trước tiên giảm bớt những người thuộc ba đại thế gia chiếm vị trí quan trọng, rồi đưa tới vị trí thoạt nhìn quan trọng nhưng không có thực quyền gì. Tâm tư của hoàng đế khó dò như âm thanh, hắn bố trí từ từ như rừng, động như sét đánh, trong vòng một đêm giết hết những kẻ mà hắn cảm giác không cần tồn tại trên thế gian này. Lý do giết người thực ra cũng đơn giản. Bởi vì sự tồn tại của bọn họ khiến cho hoàng đế khó chịu. Mà hiện tại hoàng đế rất sốt ruột giết người ngu đông lai đi ra ngoài vài chục bước lại quay đầu nhìn ngự thư phòng nhịn không được lắc đầu cười khổ hắn vừa may mắn mình thoát được một kiếp vừa có cảm giác thỏ tử hồ bi binh bộ thị lan hậu quân tứ là phải chết không thể nghi ngờ hoàng đế đã động niệm muốn hắn chết thì hắn liền không thoát khỏi kiếp nạn mà hoàng đế động niệm cũng không phải là ngày một ngày hai việc ở phan cố bất quá chỉ là một cái cớ để hoàng đế ra tay mà thôi. Đang lúc hắn hoảng hốt đi ra ngoài, phía sau bỗng có người gọi hắn. Ngu Đông Lai quay đầu nhìn, chính là lễ bộ thượng thư Hoài Thu Công, người một mực ngồi trong thư phòng nhưng không hề lên tiếng. Hoài lão, có việc gì không? Đối với vị nguyên lão tam triều này, Ngu Đông Lai không dám có chút bất kính. Ai cũng biết, trong triều đình đại tùy có hai vị thần tử có địa vị đặc biệt, cũng là hai vị đế sư một văn một võ. Văn chính là vị cựu thần, đảm đương chức lễ bộ thượng thư nhưng mặc kệ lễ bộ này. Võ, chính là viện trưởng diễn vũ viện Chu Bán Xuyên. Ngu Đông Lai có chút khách khí, cuối người làm lễ của vãn bối. Hồng Tụ Chiêu cười cười, khẽ vuốt chồng râu trắng tinh của mình. Lúc tới đây là đi nhờ xe ngựa của Trịnh Đại Nhân ở hộ bộ. Bệ hạ đã lưu Trịnh Đại Nhân lại để thương nghị việc quan trọng, không còn việc của lão già ta ở cái tuổi xương cốt trả trời này lại không có biện pháp nào đi bộ về nhà đành phải xin lỗi bệ hạ sau đó đi ra ngoài đuổi theo ngươi như thế nào có thời gian tiện đường tống lão già ta về nhà không tiện đường phủ đệ của ngu gia và đại trạch của hoài thu công căn bản là ở hai hướng khác nhau nhưng ngu đông lai làm sao không biết vì cựu thần có tầm ảnh hưởng rất lớn với bệ hạ này thực ra là có lời muốn nói với mình Hắn vội vàng dìu cánh tay của Hoài Thu Công, nói Có thể mời được Hoài Lão lên xe của Hạ Quang, chính là may mắn của Hạ Quang. Xe ngựa lăn bánh trên mặt đường rải đá xanh, phát ra thanh âm khiến người ta buồn ngủ. Có lẽ là Hoài Thu Công xác thực đã lớn tuổi, cho nên lúc lên xe của Ngu Đông Lai luôn có chút mơ màng như muốn ngủ. Ông ta tựa vào gối êm trong xe ngựa, nhắm mắt lại, như đang hưởng thụ sự lay động nhẹ nhàng của xe ngựa. Ngu Đông Lai biết Hoài Thu Công gọi lại mình, nhất định là có lời muốn nói. Cho nên hắn không vội, cầm cái chăn gấm nhẹ nhàng đắp lên người hoài thu công. Đây là biểu hiện của sự không vội, nhưng thực ra trong lòng đã rất sốt ruột. Quả nhiên, hoài thu công chậm rãi mở mắt, nhìn cái chăn gấm trên người, cười cảm động với ngu đông lai, sau đó tự dễu nói. Lớn tuổi rồi, cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi. Chỉ cần yên tĩnh chút, liền không nhịn được ngủ gà ngủ gật. Sao có thể chứ, Hoài lão chính là càng già càng dẻo dai Ngu Đông Lai vừa cười vừa nói Lấy đâu ra mà dẻo dai Hoài thu công hạ giọng Thần bí nói Đã 10 năm rồi không chạm qua nữ nhân Ngươi nói còn chỗ nào mà dẻo dai Lão già này Có đôi khí đáng yêu tới rối tinh rối mù Thân là lễ bộ thượng thư của đại tùy Nên để ý tới lễ nghi nhất Rõ ràng lại nói tục trước mặt người khác như vậy Nếu bị cả triều văn võ biết chỉ sợ đều ngạc nhiên tới cầm rơi xuống đất. Ngu Đông Lai cười xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. May mắn, lão đầu già mà không kính này không có ý định nói tiếp về chủ đề nữ nhân. Ông ta kéo chăn trên người cho kính một chút. Đông Lai, ngươi thăng làm binh bộ thượng thư cũng được ba năm rồi nhỉ? Hoài Thu Công Như tùy ý hỏi. Ba năm, hai tháng, sáu ngày. Ngu Đông Lai chăm chú đáp. Thời gian trôi qua thật nhanh hoài thu công cảm khái một câu cười cười nói lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ngươi bất quá chỉ là một viên ngoại lang lục phẩm của binh bộ trong chớp mắt đã trải qua nhiều năm năm đó ta hừng hực ý chí biến thành một lão bất tử chiếm hầm cầu không chịu chuyển đi mà ngươi cũng từ một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết trở thành một người trung niên trầm ổn nội liễm ngu đông lai Kim tốn nói hoài lão khen trật rồi đông lai ngươi có biết vì sao mà bệ hạ tức giận không lúc trước còn đang nói mấy chuyện nhàm chán hoài thu công bỗng thay đổi ngữ khí ngu đông lai khẽ giật mình lục lọi trong đầu để tìm từ sau một lúc mới đáp là vì làm một thần tử hạ quan lại khiến cho bệ hạ thất vọng hoài thu công lườm hắn một cái nói đáp án vừa đúng mực vừa là lời nói dối ngu đông lai cười cười không phủ nhận sở dĩ lên xe ngựa của ngươi cũng là vì muốn trò chuyện riêng với ngươi một lát có mấy lời không thể để người ngoài nghe thấy. Ngươi làm quan nhiều năm như vậy, hẳn là hiểu ý của ta. Hoài Thu Công nhìn ngu đông lai, thản nhiên nói. Đã chỉ có ta và ngươi, thì không ngại nói thẳng. Hôm nay bệ hạ tức giận như vậy, quả thực là vì 800 biên quân và 2.000 dân chúng chết trận ở Phan Cố, là vì tên tiểu tử Lý Hiếu Tông không biết trời cao đất rộng kia, là vì Lý Viễn Sơn tự cho là đúng, là vì binh bộ và tình nha tham ô. Nhưng kỳ thật mấy nguyên nhân này không phải là nguyên nhân căn bản nhất. Ngươi đừng nói với ta rằng, tới hiện tại ngươi vẫn chưa biết rốt cuộc vì sao Bệ hạ nổi giận đấy. Bởi vì Bệ hạ sắp dụng binh với Tây Bắc. Lần này ngu Đông Lai không đánh thái cực, mà trả lời thành thật. Cuối cùng ngươi đã không tiếp tục giả ngốc. Bằng không ta liền xuống xe, tự đi bộ về nhà. Hoài Thu công nhìn ngu Đông Lai, nói: "Vậy ngươi nói xem, vì sao Bệ hạ muốn khai đao với binh bộ?" bởi vì bệ hạ không muốn lần động binh này có bất kỳ thanh âm phản đối nào hậu quân tứ vốn chính là người cực lực phản đối dụng binh với tây bắc thậm chí còn ở trên triều đình ngay ở trước mặt bệ hạ chỉ trích việc động binh đao hoài thu công chăm chú nói bệ hạ là thánh minh chi quân bởi vậy cho dù là có quan viên triều đình nào vì ý kiến không hợp mà nói năng lỗ mãn bệ hạ cũng sẽ không trách cứ ngược lại còn khen ngợi có phải hay không phải Ngô Đông Lai gật đầu. Nhưng uy nghiêm của hoàng đế, cứ thế mãi còn có bao nhiêu người kính sợ, Hoài Thu công thở dài một tiếng, có chút cảm khái nói. Hậu quân tứ không phải là không may, mà là hắn ngu ngốc. Bệ hạ muốn thể hiện tài đức sáng suốt, nên bệ hạ phải biểu hiện như vậy. Mà bệ hạ còn có rất nhiều việc nhất định phải làm. Chẳng hạn như đối với việc động binh ở Tây Bắc. Đại Tùy đã trải qua năm vị đế vương, có vị nào là không mở rộng ranh giới? Ông ta ngừng một chút, nói tiếp. Nói một câu bất kính, bệ hạ muốn biểu hiện tư thái nào là việc của bệ hạ. Nhưng thần tử không thể không biết chừng mực. Chẳng hạn như ta, ta dám nói thẳng với bệ hạ, dám tức giận với bệ hạ là vì sao? Bởi vì ta là đế sư, là đế sư mà bệ hạ cho phép tồn tại. Bệ hạ muốn biểu hiện sự tôn kính sư trưởng, ta tất nhiên muốn phối hợp với bệ hạ. Còn có Chu Bán Xuyên, lão già kia cũng hiểu đạo lý đó cho nên bệ hạ cho phép ta và lão đó cậy già lên mặt. Lão đó cũng vui vẻ để cho người khác thấy quan hệ quần thần rất tốt. Nhưng lẽ nào bệ hạ thực không dám giết ta, không dám giết chu bán xuyên? Hoài Thu Công trầm mặt một lúc, tiếp tục nói. Cho nên, ta lên xe ngựa của ngươi, chính là muốn nói cho ngươi biết một điều rằng làm thần tử, đầu tiên phải hiểu mình nên làm một vị thần tử như thế nào. Chỉ hiểu ra đạo lý đó, mới có thể khiến bệ hạ thỏa mãn hiện tại ngươi có biết làm sao để bệ hạ hài lòng không ông ta hỏi ngu đông lai trầm ngâm một lúc sau đó gật đầu chăm chú nói có lẽ bệ hạ cần một thần tử tâm ngoan thủ lạc bán đứng đồng liêu của mình bệ hạ cũng cần binh bộ chết vài người cho nên sau khi hạ quan trở về nên ngẫm nghĩ cẩn thận danh sách quan viên tham ô nên có những ai hoài thu công nhịn không được bật cười vẻ mặt đầy thoải mái đây không phải là tâm ngoan thủ lạc mà là hiên ngang lẫm liệt ông ta khẽ cười nói thế nào là đại nghĩa thuần phục bệ hạ khiến bệ hạ thỏa mãn giải khó khăn cho bệ hạ thuận lòng bệ hạ hiểu về đạo quân thần lúc cần quân tử thì quân tử lúc cần tiểu nhân thì tiểu nhân lúc cần làm ưng để bắt thỏ lúc cần làm chó để vẫy đuôi chính là ý nghĩa lớn nhất để thần tử tồn tại ngu đông lai ngồi ngay ngắn sau đó thi lễ thật sâu Đa tạ hoài lão chỉ điểm. Phương giải nhất định không ngờ rằng mình bất tri bất giác bị quấn vào một hồi gió tanh mưa máu của triều đình đại tùy. Dù hắn chí là một tiểu nhân vật ở biên giới xa xôi mà thôi. Đương nhiên, vị hoàng đế đại tùy khống chế cả trận gió tanh mưa máu này, căn bản không để ý tới một tiểu tốt biên quân như Phương giải. Vị hoàng đế đại tùy này vì muốn khai cương khoách thổ, mà định tăng uy tín của mình lên mức cao nhất khiến cho đám triều thần đều phải có sự kính sợ phải có với hoàng đế để cho đám triều thần khi biết được quyết định của hoàng đế sẽ không có ai dám ngăn cản đã không thể ngăn cản thì đám thần tử như bọn họ chỉ có thể dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ hoàng đế làm tốt mọi việc cho nên binh bộ thị lan hậu quân tứ chỉ là sự khởi đầu là sự khởi đầu cho hoàng đế lập uy nếu hoàng đế không động thủ một khi hắn tuyên bố dụng binh tây bắc tất nhiên sẽ có rất nhiều người ủng hộ nhưng không thể nghi ngờ rằng trong triều đình cũng không thiếu người dám đứng ra phản đối đến lúc đó nghe đám quan lại trong triều đình cãi cọ là một quá trình rất dài dòng mà buồn chán hoàng đế không có tâm trạng cũng không có hứng thú để xem bọn họ lý luận cãi vã cả ngày với nhau giết vài người nhất là những người có địa vị quan trọng như vậy đám triều thần sẽ phải ngậm miệng đã vài năm không giết quan lại nào có lẽ hoàng đế cảm thấy uy nghiêm của mình dần dần giảm xuống mà một khi khai chiến hắn cần là một đại tùy đồng tâm hiệp lực cần một đại tùy coi hắn làm trung tâm không ngừng cố gắng vì trận chiến tranh kia sau khi hoài thu công xuống xe ngựa của ngô đông lai ngô đông lai như thấy ánh trạng đông biết được kế tiếp nên làm gì đến hiện tại hắn đã hiểu ra được vì sao bệ hạ lại bảo hắn đóng cửa một ngày để tự hỏi nếu không có hoài thu công nhắc nhở hắn căn bản không hiểu hoàng đế bảo hắn tự hỏi cái gì có lẽ hắn chỉ cho rằng bệ hạ thực sự muốn hắn đóng cửa để tỉnh lại. Tự hỏi, chính là danh sách những cái đầu phải rơi xuống. Phần danh sách này không thể quá nặng, cũng không thể quá nhẹ. Cho nên hắn phải tốt rất nhiều tâm tư để châm trước một phen. Mà lúc đi xuống xe ngựa, hắn cũng hiểu ra rằng, mặc dù việc này có tổn thất, nhưng ít lợi đạt được lại vượt xa tổn thất. Cho nên sau khi tiễn biệt hoài thu công, khóe miệng ngu đông lai luôn nở nụ cười bệ hạ muốn khai đao với binh bộ danh sách là do hắn viết phải chết là những người phản đối hoàng đế tây chinh một binh bộ thượng thư như ngu đông lai không bây giờ binh bộ thị lan hắn tự nhiên kiên định đứng về phía hoàng đế cho nên đến lúc bổ sung người tiến vào binh bộ tất nhiên đều là những người ủng hộ hoàng đế tây chinh những vị trí để trống hắn có thể bố trí người của mình từ trước tới nay hắn và hậu quân tứ đều bằng mặt không bằng lòng trước kia bệ hạ không hy vọng quan viên của bất kỳ bộ nào đoàn kết cho nên bệ hạ vui lòng nhìn thấy hắn và hậu quân tứ lục đục với nhau một thượng thư một thị lan càng đấu lợi hại bệ hạ càng vui vẻ nhưng hiện tại bất đồng bệ hạ muốn là một binh bộ đoàn kết thậm chí là một triều đình đoàn kết mà nhân cơ hội này hắn có thể nắm toàn bộ binh bộ trong tay cho nên mới nói so sánh với tổn thất lợi ích càng đạt được nhiều quay về nhà ngu đông lai ra lệnh cho người nhà đóng hết cửa lại không tiếp bất kỳ người nào ngu đông lai ở trong thư phòng cả đêm mãi tới buổi tối ngày hôm sau thư phòng mới mở ra hai mắt ngu đông lai đã đỏ ngầu mệt mỏi giống như vừa chạy một quãng đường dài vậy chỉ là khuôn mặt lộ ra vẻ thoải mái khiến người ta không hiểu đi ra thư phòng ngu đông lai không ăn cơm rửa mặt mà trực tiếp tới phòng riêng để ngủ ngủ thẳng tới bình minh ngày hôm sau mới rời giường sau khi rời giường ngu đông lai không mặc bộ quan phục của binh bộ thượng thư mà là mặc thường phục đi tới hoàng cung hắn bưng một cái hộp không lớn trên tay bên trong là một phần tấu chương đại nội thị vệ đại nội thị vệ thống lĩnh la úy nghiêng chậm rãi bưng chén trà lên thổi thổi hơi nước hít một hơi trà này là trà đại hồng bào mà lúc trước đại tùy thủ phủ ngô nhất đạo tặng cho hắn nghe nói một cần trà này có thể đổi được một tòa nhà trung bình ở đế đô tình nha trấn phủ sứ hầu văn cực đẩy cửa đi vào nhìn không được hít một hơi khen thật thơm la úy nhiên cười cười tự tay rót đầy ly trà cho hầu văn cực sau đó mỉm cười nói hai ngày trước thấy lông mày của ngươi một mực nhíu lại hôm nay lại thấy ngươi mỉm cười vui vẻ như thế nào hôm qua gặp bệ hạ đã làm xong chuyện rồi à hầu văn cực ngồi xuống nâng chén trà lên đặt ở mũi ngửi ngửi hắn không vội trả lời la úy nhiên mà cảm khái nói một cân trà này, chỉ sợ bổng lộc một năm của ta cũng không mua nổi." La Úy Nhiên cười nói, "Ngươi quá coi thường trà này rồi, dù bổng lộc hai năm của ta cũng không mua nổi. Đây là đại hồng bào chính tông nhất, hàng năm ngoại trừ kính hiến cho bệ hạ, lưu thông ở ngoài không cao hơn 5 cân. Đại tùy quá nhiều cự phú, có thể mua nổi đại hồng bào cực phẩm này cũng không nhiều, mà không phải ai cũng có thể mua nổi." còn phải xem có trình độ đó hay không. Hầu Văn cực cực đầu nói. Đắt như vậy, có vị làm quan nào dám mua đâu. Chỉ cần ai mua đám ngự sử của giám sát viện chắc chắn sẽ không bỏ qua. La úy nhiên cười ha ha. Hầu Văn cực uống một ngụm trà, thở vào một tiếng, khoát tay ý bảo thị vệ đóng cửa lại. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn La úy nhiên, nói. Vẫn là ngươi nhìn thấu triệt. Nếu không phải nhờ ngươi đưa ra chủ ý, ta thực không biết làm sao qua được cửa ải lần này. La Uy Nhiên lắc đầu nói. Cho dù ta không giúp ngươi, bệ hạ vẫn sẽ bỏ qua cho ngươi mà thôi. Sao tới hiện tại ngươi còn chưa hiểu ra nhỉ? Bệ hạ vốn không muốn thấy tình nha liêu siêu mặc kệ lời nói dối này nói như thế nào, bệ hạ đều đem lửa giận đặt lên đám người binh bộ kia. Hắn nhìn hầu văn cực, cười nói. Ngươi cho rằng, tới giờ bệ hạ vẫn bị lừa dối ngươi quản lý tình nha trấn phủ quá lâu rồi lâu đến mức chính ngươi đều cho rằng tình nha là của ngươi nhưng ngươi lại quên tình nha vẫn luôn là của bệ hạ nếu bệ hạ muốn biết cái gì lẽ nào đại tùy có người có thể lừa gạt được ngài ấy hầu văn cực khẽ giật mình sắc mặt biến đổi sau đó không thể không gật đầu lần này là do ta quá làm càng la là úy nhiên mỉm cười nói không sao điều bệ hạ muốn ngươi đã đưa cho bệ hạ rồi lại nói tiếp một chiêu này của bệ hạ thực sự tuyệt. Tuyệt đến mức tất cả mọi người đều không kịp đề phòng. Không chỉ riêng binh bộ và mấy người chúng ta. Còn có ai? Hầu Văn cực hỏi. La úy nhiên lường hắn một cái nói. Cần gì phải giả ngu? Người như ngươi ấy ả, à, dù giả ngu cũng không giả được. Ta chỉ là không biết ngươi ám chỉ vào ai. Còn có thể là ai, chiến sự ở Tây Bắc người đầu tiên bị liên lụy chính là ai, Lý Viễn Sơn đúng đã muốn dụng binh ở Tây Bắc, bệ hạ tất nhiên cần coi trọng Lý Viễn Sơn. Hữu kiêu vệ trú binh ở biên giới Tây Bắc đã nhiều năm. Không có lý nào lại mặc kệ một đội quân có chiến lực kinh người lại quen thuộc địa hình như vậy. Một khi khai chiến, hữu kiêu vệ tất nhiên trở thành tiên phong để dọn đường cho đại quân. Nghe xong mấy lời này của La Uy Nhiên, Hầu Văn Cực trầm mặt một lúc. Hắn nhíu mày suy nghĩ, chợt tỉnh ngộ, vỗ mạnh vào đầu nói giờ ta mới biết được một chiêu này của bệ hạ thật tuyệt tuyệt đến mức khiến cho người ta không dám không tán thưởng một mũi tên trúng ba con chim hầu văn cực trầm ngâm thêm một lúc nói thứ nhất lợi dụng việc ở phan cố khiến cho chư tướng trong quân và đám quan văn trở nên yên tĩnh giết vài người áp vài người trăm quan trong triều cho dù có người tự cho là đúng nhưng bọn họ dám làm trái ý bệ hạ vào lúc này sao trừ khi là bọn họ không muốn sống hoặc là muốn từ quan về quê làm ruộng. Thứ hai, xử lý những quan lại trong coi quân vụ phản đối gây chiến trong binh bộ. Như vậy người của binh bộ khi làm việc sẽ phải nơm nớp lo sợ, cố sức làm việc, e sợ làm sai cái gì thì đi theo gót của hậu quân tứ. Một khi chiến sự bắt đầu, tiếp tế hậu cần là quan trọng nhất, binh bộ điều hành cũng là mấu chốt. Hiện tại bệ hạ chỉnh lý binh bộ, đối với việc khai chiến, trăm lợi mà không có một hại. Thứ ba, Bệ hạ muốn dụng binh ở Tây Bắc, tất nhiên cần dùng hữu kiêu vệ của Lý Viễn Sơn với bản lĩnh của Lý Viễn Sơn và năm vạn tinh binh của hữu kiêu vệ, chỉ sợ sau khi chiến sự nổ ra, Lý Viễn Sơn sẽ không ngừng thu thập được quân công. Mà bệ hạ vì muốn thể hiện thiên uy của Đại Tùy và ủng hộ sĩ khí, tất nhiên sẽ không keo kiệt trong việc phong thưởng với tướng sĩ có công, nhưng Lý Viễn Sơn đã là quốc công, lại là đại tướng quân tam phẩm còn có thể thưởng cho hắn cái gì? Chẳng lẽ là phong vương? tấn thăng làm trấn quân đại tướng quân nhị phẩm la úy nhiên lắc đầu theo di huấn của thái tổ hoàng đế đại tùy tuyệt, tuyệt không thể có một vị vương gia họ khác cho dù dòng họ của hoàng thất trừ khi là huynh đệ của hoàng đế hoặc con nối giỏi ra cũng không được phong vương cho dù lý viễn sơn dựa vào năm vạn hữu kiêu vệ kia bình định mông nguyên bắt sống đại hãn mông ca cũng đừng hy vọng có thể phong vương hầu văn cực cười nói cho nên trước khi động binh đầu tiên bệ hạ hạ thấp quan tước của Lý Viễn Sơn xuống. Như vậy một khi khai chiến, Lý Viễn Sơn lập nhiều công lớn, bệ hạ chỉ cần phục lại nguyên chức cho hắn, lại ban thêm một ít vàng bạc, đất đai là đủ rồi. Chiêu này của bệ hạ chính là tuyệt ở đây. Càng nghĩ, càng thấy tuyệt không thể tưởng tượng nổi. Hắn thở dài. Một hòn đá trúng ba con chim. Hay lắm. La Uy Nhiên lại lắc đầu, nói. Đâu chỉ là ba con chim một tảng đá này bay đi, cũng không biết đập chết bao nhiêu con chim. Hắn đếm trên đầu ngón tay, nói ngoài ba điều ngươi vừa nói, còn có rất nhiều người bị một chiêu này của bệ hạ tính cả vào. Chẳng hạn như, bệ hạ muốn lập uy, trước khi đại chiến nổ ra, khiến cho mọi người không dám có chút bất kính nào với hoàng quyền. Bởi như vậy, bệ hạ chỉ huy Tây Chinh mới không có cản trở. Chẳng hạn như, tăng gấp đôi tiền công cho biên quân, việc này bất kể là có xảy ra hay không, nhưng tin tức vừa truyền ra ngoài tướng sĩ biên quân tất nhiên sẽ mang ơn với bệ hạ một khi khai chiến biên quân có ai còn không anh dũng giết địch lại chẳng hạn như la úy nhiên nhìn hầu văn cực từng chữ từng chữ nói gõ tình nha trấn phủ sứ ngươi một cái có lẽ bệ hạ còn muốn nói cho ngươi biết tình nha từ đầu tới cuối đều là tình nha của bệ hạ giao cho ngươi là để ngươi quản lý chứ không phải là ban thưởng tình nha cho ngươi biến thành của ngươi Hầu văn cực cực đầu, bưng lên chén trà đã nguội, uống một ngụm, thở nhẹ nói. Ta có nên chia một ít quyền lực ra ngoài không? Bảy năm trước, ta mời rắc tiên sinh từ trong đại lao tới tình nha làm việc. Bảy năm này có hắn, bệ hạ không còn nghi ngờ ta nữa. Nhưng hiện tại vào lúc mấu chốt này, có lẽ ta nên chia thêm một ít. La úy nhiên lắc đầu. Chia. Nếu hiện tại ngươi thực sự dám nói ra lời này, bệ hạ sẽ mắng ngươi là ngu ngốc bệ hạ gõ ngươi không phải là vì hoài nghi ngươi hoàn toàn là vì bệ hạ tin được ngươi bằng không ngươi cho rằng bệ hạ chỉ phạt ngươi ba năm bổng lộc là xong việc cho dù quan to nhất phẩm trong triều cũng không dám làm gì trấn phủ sứ ngươi nhưng bệ hạ muốn giết ngươi chỉ cần một câu mà thôi hầu văn cực chẳng những không thấp thỏm lo âu ngược lại cười cười nói ta biết la úy nhiên nói biết còn giả vờ hầu văn cực cười nói nếu không phải nghe ngươi nói ta mới xác định thì ta không nỡ rồi ta nghĩ như vậy ngươi cũng nghĩ như vậy vậy thì mười phần bệ hạ cũng nghĩ như vậy la úy nhiên trừng mắt nhìn hắn lão hồ ly hầu văn cực đứng lên chỉnh lại quần áo chuẩn bị cáo từ ta không phải là lão hồ ly cho dù có phải thì cũng là một con hồ ly đầy sức sống phong nhã hào hoa la úy nhiên cười mắng biến nghe mà buồn nôn trong lúc hai đại nhân vật đang nói chuyện phiếm thì tiểu nhân vật phương giải sau khi trải qua hành trình ba tháng rốt cuộc đã tới gần kinh đô dù còn phải đi thêm vào ngày nhưng đã gần tới trái tim của đại tùy phương giải cưỡi xích mã nheo mắt nhìn về phía trước nghiêng tai lắng nghe thần sắc chăm chú đại khuyển không hiểu hắn đang nghe cái gì phương giải cười cười nói thử xem có nghe được tiếng tim đập của đại tùy hay không nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha